Chương 101 Ánh mắt của anh dừng trên người mặt di nhiễm dung, trong mắt ẩn chứa nghi hoặc, nhưng khi anh đem ánh mắt chuyển sang bên kia, thấy một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Chỉ thấy khuôn mặt này đang hướng anh cười cực kỳ thiện lương. Hello, cung quý dương, tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Liên kiều giống hệt chiêu tài miêu, con mèo nhựa may mắn ấy, giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy anh, miệng phát ra ba chữ cung quý dương thật mạnh. Hoàng Phủ Ngạn Tước tuyệt đối không thể đoán được Liên Kiều lại ở chỗ này Trong lúc nhất thời giật mình sửng sốt Mà Hoàng Phủ Ngạn Thương thì cảm thấy rất kinh ngạc Hắn bước lên nhẹ giọng hỏi Anh cả, cô bé này sao lại gọi anh là Cung Quý Dương À, đối, nghe nói anh Cung cũng tới Hồng Kông Gần đây anh có gặp anh ấy không? Còn có Ngay lúc mà hắn đang nói thao thao bất tuyệt Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay cắt ngang hắn Thấp giọng hỏi Em trai Em, em vừa cấp tốc gọi điện thoại cho anh, muốn anh lái xe tới đây chính là vì nhìn thấy cô ấy. Đáng thương a, à, anh luôn luôn trầm ổn, giờ phút này giọng nói có chút gấp gáp. Hoàng Phủ ngạn thương chưa bao giờ thấy anh cả như vậy. Trong ấn tượng của hắn, anh cả của hắn cực kỳ tĩnh lặng và ổn trọn. Anh ấy, anh ấy đây là đang sợ hãi. Không thể nào. Đường Đường là tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài việt làm sao lại bị tiểu cô nương như vậy dọa sợ? Có lầm hay không? anh cả cô ấy nói cô ấy thiếu anh một vật muốn trả lại cho anh em thấy cô ấy thành khẩn như vậy cho nên liền hoàng phủ ngạn thương khốn hoặc mà nhìn vẻ mặt của anh cả hoàng phủ ngạn tước đã không thể nghe vào hắn nói câu nào hết anh chỉ thấy liên kiều chưng khuôn mặt vô tội tươi cười bước từng bước đi về phía anh sắc mặt anh trở nên xanh mét sao cung quý dương sắc mặt của anh trông rất khó coi sao vậy tối qua ngủ không được ngon sao liên kiều đi lên trước ngẩng đầu dùng khuôn mặt khờ dại nhìn anh, dáng vẻ rất quan tâm. Ách! Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết rốt cuộc cô bé này muốn đùa dẫn như thế nào đây, anh chỉ gượng cười hai tiếng. Ha ha, tại sao em lại ở chỗ này? Liên Kiều sau khi nghe vậy, nhướng mày lên, lập tức đem tảng thịt bò trên bàn cơm cùng với con dao trong tay, mặc sức mà chơi đùa. À, tôi chỉ là nhàm chán, đột nhiên nghĩ đến cung tiên sinh dường như còn thiếu tôi một món đồ cho nên thuận tiện ở đây để lấy lại hoàng phủ ngạn thương sau khi nghe vậy cười đến rất là miễn cưỡng à tôi đột nhiên nhớ tới công ty còn có một số việc chưa được xử lý các người tiếp tục tán gẫu anh đột nhiên tuôn ra một câu như vậy ngay sau đó thân mình vừa chuyển tay cầm lên cánh cửa anh cả hoàng phủ ngạn thương cảm thấy kỳ quái hôm nay anh cả bị làm sao vậy còn có cô bé kia vì cái gì luôn mồm gọi anh cả là cung quý dương Ai ngờ ngay lúc hắn nghi hoặc không hiểu, phía sau đã truyền đến một âm thanh như dết heo. Hoàng phủ ngạn tước, anh đừng mong trùng đi như vậy. Mơ tưởng. Nói xong, ngay lúc mọi người không kịp phản ứng, sự việc phát sinh càng làm người ta thêm hoảng sợ. Chỉ thấy một con dao bay vèo qua, không chút do dự dính chặt trên cửa. Hoàng phủ ngạn tước quay đầu lại có cảm giác thật mãnh liệt. Này, nhà đầu. Lời anh nói còn chưa hết, một cái dĩa lại bay đến, ngay sau đó là con dao nhọn thứ hai dễ ăn thứ hai liên kiều chưa từng được huấn luyện qua phi tiêu đau thương không có mắt khiến hoàng phủ ngạn tước cực hoảng sợ cũng may thân thủ anh nhanh nhẹn có thể nhanh chóng tránh thoát khỏi trận này hoàng phủ ngạn thương cùng mặt di nhiễm dung đã sớm bị ngây ngốc mãi đến khi hoàng phủ ngạn tước hô to một tiếng này em trai em còn đứng ở đó làm cái gì còn không tiến lên giữ chặt cái nha đầu này anh cả hoàng phủ ngạn thương trong lòng còn sợ hãi liếc nhìn qua liên kiều lại nhìn anh trai một bên giống như chuột đang chạy trốn trên trán không khỏi đổ mồ hôi lạnh ách cái kia cái đó anh cả em đột nhiên nhớ tới còn có một số việc em cùng nhiễm dung đi trước nơi này liền giao lại cho anh cái này chính là gọi thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa anh chậm rãi trả lại đi nói xong không chút do dự kéo bàn tay nhỏ bé của mặt di nhiễm dung phi như điên thoát ra khỏi hiện trường này, em là tên không có nghĩa khí Hoàng Phủ Ngạn Thương sống lâu như vậy chưa bao giờ chật vật như hôm nay Thân là em trai vậy mà bỏ mặt anh mình Hắc hắc Sau khi hai người kia chạy chối chết Liên Kiều cười như ác ma Cô trực tiếp ngăn ở cửa Để ngăn Hoàng Phủ Ngạn Tước chạy trốn Trong tay giơ lên dao dĩa sáng loáng Hoàng Phủ Ngạn Tước Ngay cả em trai của anh cũng đã đi Hiện tại xem anh trốn chỗ nào Nói xong Lại một trận ném mạnh hoàng phủ ngạn tước quay người né được con dao kia phía sau truyền đến tiếng giống như ba tiếng ép đánh vang dội nha đầu em muốn giết người diệt khẩu thì cũng phải chuyên nghiệp chút chứ hai loại phi đao này khiến anh thật là xấu hổ chính là như vậy mới có thể không phân biệt được nặng nhẹ nào dự đoán được sau khi liên kiều nghe được lời này cười đến vô cùng rực rỡ hoàng phủ ngạn tước người nào không biết anh chính là người nổi tiếng phi đại tôi vừa lúc cũng muốn luyện tập anh coi như dạy dỗ tôi một chút Nói xong, lại thêm một chiếc dĩa ăn bay đến Này, tiểu nha đầu Có chuyện gì thì từ từ nói Hoàng phủ ngạn tước không khỏi xấu hổ Tinh lực của nha đầu này luôn siêu tốt Muốn trả thù hắn Cũng làm ra mọi biện pháp trả thù Nguyên, ai bảo anh lừa người ta chi Bây giờ mới khổ thế Liên Kiều sau khi nghe thấy vậy Bày ra vẻ tự hỏi Cô cười nhẹ nhàng dơ ra cái nĩa Nhìn anh nói Tốt lắm a, à, như vậy đi, anh dạy tôi làm thế nào để sử dụng phi đao đi. Nhìn cô hình như có một chút dấu hiệu nhã con mồi, Hoàng Phủ Ngạn tước thoáng thả lòng một hơi, anh ngồi trên ghế tựa, chỉ chỉ liên kiều. Nha đầu, tôi với em không có thâm cừ đại hận gì chứ. Để khiến em làm như muốn giết người diệt khẩu vậy. Liên kiều chậm rãi đi lên trước, ngay sau đó, lập tức ngồi trên đùi Hoàng Phủ Ngạn tước, không hề ý thức được hành động này có bao nhiêu ái mùi. Ô hô hô chị này ngây thơ hết nói, nha đầu em muốn làm gì hoàng phủ ngạn tước cảnh giác hỏi han anh mới không tin nha đầu này lại thông suốt nói chuyện yêu đương với anh đâu minh anh tưởng bở à ô hô quả nhiên liên kiều giơ hai tay nhỏ bé lên gắt gao mãnh liệt tóm lấy cái óc anh còn liều mạng mà lay lay hoàng phủ ngạn tước đáng chết anh cho là anh làm cái việc này là không kết thù chút quán với tôi sao tôi hận anh chết thế nhưng anh lại gạt tôi còn gạt tôi thời gian dài như vậy làm hại tôi bị người khác dễu cợt anh đi chết đi cái miệng nhỏ nhắn của cô liều mạng mà la hét hai tay giống như là kìm sắt gắt gao bóp lấy cổ anh có bộ dáng giống thâm cừu đại hận gặp nhau khụ khụ hoàng phủ ngạn tước không thể không giơ hai tay đầu hàng trời ạ à, khí lực của nha đầu này quả thực quá lớn hư liên kiều sau khi thấy thế buông tay ra cô nhướng một mày nói anh yên tâm tôi mới không để anh chết nhanh như thế tôi sẽ chậm rãi tra tấn anh, để anh biết đắc tội với tôi chỉ có, hắc hắc. Cô cười đến rất là khủng bố, hàm răng trắng lóe sáng ra giống như ác ma đang chuẩn bị hành động. Hoàng Phủ Ngạn tước thừa dịp hô hấp cô đang phập phòng tránh thoát khỏi ma trảo của Liên Kiều, anh hai lời chưa kịp nói, lập tức đứng hai tay tránh khỏi bàn tay cô, cửa phòng liền mở ra. Cứ như vậy chạy trối chết thật đúng là lần đầu tiên, nhưng thật sự nếu nói không trốn, nói không chừng anh sẽ bỏ mạng lại tại đây. Liên Kiều cười càng quỷ dị, thấy bộ dáng anh chặt chối chết cũng không nóng nảy, ngược lại chậm rãi đi ra. Xe hơi dường như sau một trận bão táp trở về biệt thự trên nói, Hoàng phủ Ngạn Tước còn là lần đầu đem xe chạy đến tốc độ của những tay đua F1. Nên nha đầu chết tiệt kia, anh một tay chống tay lái, một tay vuốt gáy của mình, cô đúng là xuống tay rất độc ác đi, xem bộ dáng là bị chọc giận. Nhớ tới lời nói như ác ma của cô, toàn thân anh không khỏi run một cái, không được nếu anh vẫn tiếp tục ở lại hồng kông nhất định anh sẽ chết thôi kính nhờ anh mới mới nắm quyền quản lý hoàng phủ tài phiệt không được bao lâu còn không muốn rụng xuống không xó lý do như vậy nhưng lại bị chết trong tay một người phụ nữ trói gà không chặt nghĩ đến đây hoàng phủ ngạn tước chân đạp nhanh chân ga xe giống như không khống chế được phi thẳng ra ngoài hoa wow. đang lúc xe chuẩn bị ngoạt vào đường cây một chướng ngại vật chặn ngay trước mặt anh sau khi xe chậm rãi dừng lại Hoàng Phủ Ngạn tước đi xuống. Đáng chết, ai to gan như vậy, lại dám ở địa bàn của anh ném ra loại đồ vật này. Chỉ thấy cái tiêu nhỏ trên mặt đất trêu rao nói, phía trước có bẫy rập, lái xe cẩn thận. Hoàng Phủ Ngạn tước nhíu mày, đây là cái đồ vật gì? Anh một ngày rồi chưa có trở về biệt thự, như thế nào lại có chướng ngại vật này trên đường, hơn nữa, cái gì gọi là phía trước có bẫy rập. Phía trước không xa chính là biệt thự của anh mà. Hoàng Phủ Ngạn tước lắc đầu, chắc là có người đang lúc nhàm chán làm ra hành vi như vậy đi cũng không có gì lạ minh oh ô hô nhàm chán a à anh sắp đi rồi ke ke nghĩ đến đây anh thở dài một hơi sải bước tiến lên đưa tay ra chuẩn bị nhổ cái chướng ngại trên đường này đi sau đó ngay tại chỗ bàn tay anh tiếp xúc với chướng ngại vật không dám tưởng tượng sự tình đang phát sinh hoàng phủ ngạn tước chỉ cảm thấy dường như hai chân mình đang mềm nhũng ngay sau đó toàn bộ cơ thể anh bỗng nhiên rơi xuống A. À. Sau một tiếng hét, anh biến mất trên mặt đất, ngay sau đó chỉ nghe ca bùm một tiếng, lại là một trận thanh âm thống khổ thét lên. Thật lâu sau, hoàng phủ ngạn tước mới kịp phản ứng, bản thân anh đã rơi vào một cái hố thật là to, mà hố này cao ước chừng hai người đứng, trừ phi khinh công thực sự tài năng đi, nhưng cái đáng nói ở đây là. Khuôn mặt anh vô cùng ảo não nhìn lại cái chân của mình đang kẹp vào cái bẫy chuột, đáng chết không cần nghĩ cái này nhất định là nha đầu thối kia làm cô cũng thật đi thế nhưng lại có thể đào ra cái hố thâm đại như thế lại tìm đến một đôi chuột chết mới tinh sử dụng thủ đoạn không khác gì với lúc đối phó với cung quý dương cô là muốn gậy ông đập lưng ông sao nên nha đầu chết tiệt kia hoàng phủ ngạn tước nắm chặt tay anh thật sự là hận không thể đem nha đầu thối này xé ra vạn mảnh đã vậy còn chỉnh anh quá vậy chật chật đang lúc anh phẫn hận không thôi trên đỉnh đầu truyền đến một trận cười nhạo anh hướng theo tiếng cười nhìn lên lại nhìn thấy liên kiều nhìn anh giống như đang nhìn một con chuột bạch hoa wow. hoàng phủ ngạn tước anh đi đường thật không cẩn thận thế mà ngay nhà mình lại có thể xảy ra chuyện này điều này chính là ác gãi ác báo đó ha ha liên kiều cười đến rất là vui sướng cô ngồi khoanh chân nhìn hoàng phủ ngạn tước một bộ dáng chật vật như vậy rất là đắc ý thật sự là không nghĩ tới em nha đầu tâm địa hư hỏng như vậy biết sớm như vậy tôi sẽ không giúp đỡ em nhiều như vậy hoàng phủ ngạn tức thật sự là hận không thể đem cô kéo xuống dưới liên kiều sau khi nghe vậy lập tức đứng dậy tức giận nói hừ anh giúp tôi thật sự là buồn cười từ đầu tới cuối anh đều gạt tôi anh chính là đùa dẫn tôi xong nhìn tôi bị đùa dẫn anh thật có hứng đúng không nói xong cô còn khoa trương mà dùng sức mà dậm chân một cái bùn đất bốn phía lơi lỏng theo những cái dặm chân của cô mà rơi xuống được rồi được rồi em đừng dặm chân khụ khụ bốn phía bụi đất sặc khiến cho hoàng phủ ngạn tước ho khan không ngừng liên kiều ngồi dưới đất cười tới là sung sướng hoàng phủ ngạn tước hiện tại anh đã biết mình tạo bao nhiêu nghiệt đi hừ lại còn dám giả mạo cung quý dương để lừa tôi người như anh nền giáo huấn thế nào mới tốt Cô tiếp tục cười tiếng cười xoáy lên đỉnh đầu anh, giống như ma âm của âm hồn không tiêu tan, làm anh bất đắc dĩ đến cực điểm, cho tới hôm nay cái gì gọi là hổ xuống đồng bằng còn không bằng chó. Được, được được, đại tiểu thư, hết thảy đều là tôi không tốt, là tôi không nên lừa em trước, em, em sẽ không nhốt tôi ở dưới này cả đời chứ. Hoàng Phủ Ngạn tức thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Liên Kiều xấu hổ hỏi. Nói vậy lúc cung quý dương rơi vào bẫy của Liên Kiều cũng có tâm tình như thế đi sớm biết rằng sẽ như vậy. Lúc trước anh nhất định sẽ không chút do dự tới giúp. Bây giờ như vậy, cùng quý dương người này nhất định sẽ cười đến không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nên nha đầu chết tiệt kia, xem ra lần này đúng là náo nhiệt. Liên Kiều nghe vậy không cho là đúng mà nhún nhún vai, sau đó đứng dậy vỗ vỗ người nhẹ nhàng nói: anh nha, chậm rãi ở trong này sám hối đi. Bổn cô nương không phụng bồi, hi hi. Nói xong, cô liền muốn xoay người đi. Này tiểu nha đầu hoàng phủ ngạn tước vội vàng kêu lên có gì chỉ giáo hoàng phủ tiên sinh liên kiều cố ý cười đến cực kỳ lương thiện từ trên cao mà nhìn xuống em sẽ không cứ như vậy mà ném tôi dưới này chứ hoàng phủ ngạn tước tận lực làm cho khuôn mặt mình nhìn qua thực ôn hòa không đến mức dữ tận quá ít nhất phải đi lên trước rồi mới nói a à. ai ngờ không có ý tốt tôi vừa mới quên nói cho anh biết cái cặp chuột trên chân anh càng dãy dụ càng kẹp chặt, so với cung quý dương kia quả thực là cao cấp nhiều, chúc anh may mắn a à, ở trong này tự hỏi nhân sinh xem xảy ra vấn đề gì. Liên Kiều che miệng cười, sau đó tiêu sái mà khoát tay rời đi. Này, em trở lại cho tôi. Tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu. Hoàng phủ ngạn tức la to, người khác sinh ra vấn đề như nào đây, đây là hãm hại. Mười phần hãm hại nếu không phải cung quý dương người này cố ý gây sự, anh sao có thể tới nông nổi như bây giờ? Đáng chết! Ban đêm, đám sương che bốn phía, đem toàn bộ vườn trường bao phủ bên trong một mảnh mông lung, sau khóa tự học, các học sinh top 5 top 3 mà kết bạn nói chuyện, có người tiếp tục ở lại thư viện học. Toàn bộ phòng thí nghiệm không có một bóng người, đây là quy định của hiệu trưởng, toàn bộ lớp học hôm nay đều hủy bỏ, tuy rằng giáo viên và nhóm học sinh đều trớ dị nghị, nhưng cũng vẫn theo phân phó của hiệu trưởng đi làm. Đêm nay, càng biển lớn nhất định trải qua một đêm không bình thường, linh cảm tới chuyện xảy ra trong trường học đúng là không giống bình thường. Sắp tới 10 giờ, mặt di nhiễm dung trong phòng hiệu trưởng đã chuẩn bị tốt bày ra những vật phẩm để giải hàng, chỉ thấy mặt cô có biểu tình cực kỳ thông dong, mà một đôi mắt tím cũng gân sóng vô lo. Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Hoàng Phủ Ngạn Thương đi tới, thấy cô đem từng món vật phẩm đã chuẩn bị tốt bày ra, vẻ lo lắng trên mặt không cần nói cũng biết nhiễm dung cổ thi thể này lực sát thương rất lớn đúng không mặt di nhiễm dung nhìn xem ngày sinh tháng đẻ đã điều tra giữa mắt hiện ra lo lắng nhưng giây lát liền biến mất cô nhẹ nhàng lay động đầu tuy rằng không có dễ dàng như vậy nhưng tôi nghĩ hẳn là không khó đối phó tôi cùng em cùng nhau đi vào hoàng phủ ngạn thương kiên quyết nói không được mặt di nhiễm dung nâng mắt nhìn hắn cực kỳ kiên định mà phủ quyết cổ thi thể kia là trong hàng đầu thuật anh đi vào quá nguy hiểm một mình em đi vào tôi rất lo lắng như vậy em nói cho tôi biết có thể làm cái gì tôi sẽ hết sức giúp em hoàng phủ ngạn thương không khống chế mà kéo bàn tay nhỏ của cô hai má anh tuấn cực kỳ nghiêm túc mặt di nhiễm dung hơi giật mình một chút ánh mắt tím của cô không hề chớp mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt cô không rõ vì cái gì biết rõ bên trong nguy hiểm như vậy hắn vẫn muốn đi vào kỳ thật anh đã giúp tôi rất nhiều nếu không sao có thể đem những thứ cần chuẩn bị tới hết đây cô chỉ chỉ những vật phẩm kỳ lạ bày trên bàn nhiễm dung được rồi anh đi ra ngoài đi tôi muốn kiểm tra một chút đến tột cùng còn thiếu cái gì mặc di nhiễm dung làm một bộ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm hoàng phủ ngạn thương biết cứ dây dưa như thế này chỉ có thể chậm hỏng chuyện hắn bất đắc dĩ thở dài vừa muốn xoay người rời đi ngay sau đó cánh tay lại bị mặt di nhiễm dung một lần nữa ông lấy. Em. Hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cô đổi ý? Hoàng Phủ Tiên Sinh, sinh nhật của anh là mấy giờ? Mặt di nhiễm dung như là nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi hướng hắn. Hoàng Phủ Ngạn Thương thoáng tự hỏi một chút rồi nói, hình như là sau buổi trưa ba tiếng, như thế nào? Mặt di nhiễm dung thở dài một hơi, sau đó đem tay buông ra, hai mày xinh đẹp trao lại một chỗ. Xảy ra vấn đề gì, hoàng phủ ngạn thương lo lắng hỏi han mặt di nhiễm dung cười rất miễn cưỡng cô khoác tay nói à không có việc gì không có việc gì hoàng phủ ngạn thương cảm thấy không tốt hắn còn muốn hỏi một chút khi nào thì bắt đầu cửa phòng lập tức bị mở ra ngay sau đó liên kiều quỷ linh tinh quái mà thăm dò đi vào hello chúng ta lại gặp mặt hoàng phủ ngạn thương nhướng mày liên kiều mỗi lần cô xuất hiện đều khiến cửa phát ra âm thanh rất lớn sao Liên Kiều cười mà không nói. Em gái, sao em lại vào đây? Mau trở về phòng ngủ đi, mặc di nhiễm dung thấy thế vội vàng nói. Liên Kiều không cho là đúng mà cười cười, chị à, chị thật không có lương tâm a? À, người ta là tới giúp chị đó. Giúp chị? Mặc di nhiễm dung dở khóc dở cười, em cái này nha đầu làm sao biết cái gì là dáng đầu thuật, không cần rước thêm phiền toái cho chị. Ai nói em sẽ thêm phiền? Nha, em chính là mang người đến cho chị. Liên Kiều lắc đầu kháng nghị, vừa dứt lời, liền dùng sức mà đẩy mạnh đến một người đàn ông cao to. Này, 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 Liên Kiều, em dùng sức đẩy tôi như vậy, sẽ đứt thắt lưng của tôi. Thanh âm đàn ông biến nhát tà mị dâng lên, dễ nghe giống như rượu ngon say lòng người. Này, cung quý dương, anh có lầm hay không, lúc này mới không đến 10 giờ mà thôi, anh không cần dùng cái bộ dạng đó được không, là anh nói bất luận là chuyện gấp nào cũng có thể giúp mà. Liên Kiều dùng sức mà lay cánh tay, vẻ mặt xỏ lá mà nói. Cung Quý Dương giơ bàn tay lên vuốt, ánh mắt tạ mị mà dương lên. Những lời này đúng là tôi nói vậy, nhưng không có nghĩa là tôi muốn đi làm mồi nhữ, vạn nhất cổ thi thể kia bộc phát thú tính xé tôi làm hai mảnh thì làm thế nào? Sao có thể? Còn có chị tôi ở đây, yên tâm đi, trước khi anh bị xé làm hai nữa, chị tôi nhất định chế trụ cổ thi thể kia. Liên Kiều cười đến thực đơn thuần, hai chiếc trăng khỉnh cũng lóe ra thanh quan. Hoàng Phủ Ngạn Thương cùng mặt Di Nhiễm Dung không rõ nguyên nhân mà nhìn một mạng trước mắt này, thật lâu sau, Hoàng Phủ Ngạn Thương mới kịp phản ứng, hắn nhanh chóng đi lên phía trước nói. Cung đại ca, sao anh lại đến đây? Cung Quý Dương làm biến Dương Dương, Dương Dương tự đắc, mà Dương mắt nhìn hai người trước mắt, ánh mắt biến nhát đảo qua mặt Di Nhiễm Dung sau liền dừng lại trên người Hoàng Phủ Ngạn Thương, hắn chỉ chỉ lên Liên Kiều hỏi cô ấy anh đang chuẩn bị nghỉ ngơi liền bị điện thoại của quỷ nha đầu này quấy rầy hiện tại chính là như vậy nói xong còn cực kỳ khoa trương mà ngáp mấy cái mặt di nhiễm dung chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt này đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cung quý dương thì ra hắn chính là tứ đại tài phiệt cung thị người đàn ông này không đơn giản đây là trực giác của mặt di nhiễm dung vừa tới người đàn ông này không để ý nhưng hắn ta liếc cô một cái nhưng từ trong ánh mắt của hắn cô đã biết người đàn ông này không chỉ không khéo thăm thúy bình thường chẳng qua liên kiều đem người đàn ông này tới đây làm gì em gái em rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì biết rất rõ ràng đêm nay chỉ phải làm gì mà còn kéo người vô tội đến đây mạo hiểm mặc di nhiễm dung oán trách nói liên kiều không cho là đúng mà lắc đầu chị à tuy rằng em không tinh thông hàng đầu thuật nhưng cũng biết trong lúc giải thi hàng quan trọng nhất là có một sinh vật giống được ở bên người tốt hơn, nhà, sinh nhật của vị cung quý dương tiên sinh chính là thuần dương, hắn hoàn toàn có thể lệnh cho thi thể có phản ứng. Cô vừa dứt lời, cung quý dương cùng hoàng phủ ngạn thương khiếp sợ, mà mặt di nhiễm dung thì dùng một ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá người đàn ông này. Cung quý dương bị liên kiều làm cho đầu óc mê muội, hắn đã liên tiếp mở hội nghị hai ngày, cả hai buổi tối cũng không được ngủ ngon, lúc này vừa vặn, bị cô sách tới đây trợ giúp cái gì phát kính nhờ, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ đối với việc ngủ ngon mới là hứng thú của hắn. Này, tiểu nha đầu, em lại đây, hắn khoát tay, ý bảo cô đi đến bên cạnh mình. Liên Kiều Liên bước lên phía trước, như thế nào? Anh còn yêu cầu gì? Cung Quý Dương xoa bóp huyệt thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi han. Nghe giọng điệu em vừa nói, dường như tôi đây thực làm con mồi, cái gì gọi là tôi có thể ra lệnh thi thể có phản ứng khuôn mặt liên kiều hưng phấn nói cung quý dương anh biết không anh quả thực là kẻ dở hơi còn nhớ rõ xác chết vùng dậy đêm đó không ừ nhớ rõ cung quý dương làm biến một chút lắc đầu chuyện gì hắn có thể quên nhưng chuyện đêm đó không thể nào thi thể đó thế mà lại tự mình đứng lên quả thực là rất nghe rợn người liên kiều bước hai chân lên hai tay nhỏ bé dùng sức mà cố định đầu cung quý dương lắc lắc tự muốn khiến hắn thanh tĩnh một chút đêm đó nhiều chuyện quỷ dị a à? lúc trước tôi còn tưởng rằng thi thể là hướng về phía tôi sau mới biết được thì ra bởi vì anh xuất hiện thi thể mới có thể đột nhiên đứng lên cái gì nào có chuyện này cung quý dương bị cô lay vậy cũng nhất thời thanh tĩnh không ít sau khi nghe thấy cô nói càng tỉnh táo hơn mặt di nhiễm dung sau khi nghe thấy vậy thân thể nao nao cô tiến lên hỏi thật có chuyện này sao khuôn mặt nhỏ nhắn của liên kiều dương lên đương nhiên mặt di nhiễm dung có chút kích động mà nhìn cung quý dương, lập tức hỏi, xin hỏi, cung tiên sinh sinh nhật vào giờ nào? Cung quý dương nhìn người phụ nữ trước mắt này, toàn thân cao thấp tràn ngập cảm giác thần bí nói không nên lời, nhưng nhìn ánh mắt cô cho thấy cô cực kỳ nghiêm túc, vì thế liền mở miệng nói. Là 12 giờ đêm. Thực sao? Mặt di nhiễm dung thấy vậy, thanh âm đột nhiên cao lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Thực, Cung Quý Dương có chút kỳ quái sinh ra vào thời gian này có gì ngạc nhiên. Quá tốt quá tốt, cung tiên sinh, lần này anh nhất định phải giúp tôi mới được, mặc di nhiễm dung rốt cuộc cũng thả lỏng, giọng nói cũng cực kỳ khẩn cầu. Từ từ, cung Quý Dương vội vàng cắt ngang hỏi, tôi không rõ ý tứ của cô. Hắn sẽ không cái gì hàng đầu thuật, thế nào mà lại còn muốn hắn đến hỗ trợ. Mặc di nhiễm dung thở dài một hơi, chậm rãi đi đến những vật phẩm đã được chuẩn bị tốt nói. Cung tiên sinh có điều không biết, tòa nhà nghiên cứu xác chết là do thi hàng mà ra, bởi vậy, nếu hủy diệt trễ một chút, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Tôi đã tìm rất lâu rồi, chủ nhân của cổ thi thể này là sinh vào lúc 12 giờ 9 nọ, nói cách khác là tại thời điểm âm khí nặng nhất mà được sinh ra, muốn bắt được nó, quan trọng nhất phải tìm được người có dương khí mạnh nhất tương khắc với nó. Nếu Liên Kiều nói đêm đó thi thể là vì cung tiên sinh xuất hiện mà phát sinh sự khác thường, điều này nói lên thi thể đó cùng cung tiên sinh ngài phát sinh cảm ứng, thi hàng cùng linh hồn hoàn toàn không giống nhau, nó yêu cầu hấp thu một ít dương khí mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngày đó thi thể nhất định muốn hấp thu dương khí của cung tiên sinh hoàn thành quá trình chỉnh thể hàng đầu thuật. Cung quý dương cùng hoàng phủ ngạn thương nghe được vậy rất sửng sốt, nhất là hoàng phủ ngạn thương, hắn rốt cục hiểu được vì cái gì mà khi nãy nhiễm dung hỏi hắn sinh nhật vào giờ nào. Từ từ, cung quý dương đi lên trước, nghi hoặc chủ nhân cổ thi thể kia sinh vào 12 giờ trưa sao? Rõ ràng trời sinh hẳn là Dương Khí Thịnh mới đúng, như thế nào ngược lại là người sinh vào 12 giờ đêm là tôi đây Dương Khí Thịnh? Mặc di nhiễm dung cười cười, hàng đầu thuộc vốn là chính là vi phạm quy tắc pháp thuật âm dương, lại nói, một người là thuần âm vừa thuần dương không phải là hắn sinh ra ban ngày hay ban đêm, mà là căn cứ vào người vận thế và suy tính, cung tiên sinh ra vào thời điểm dương khí nặng nhất, bởi vậy tự nhiên sẽ giúp tôi một tay chỉ cần thi thể có phản ứng, tôi liền có thể giải hàng. Cung Quý Dương dường như có suy nghĩ gì đó, hắn hơi gật đầu, lập tức hỏi, cô muốn tôi giúp như thế nào? Mặt di nhiễm dung đem một ngọn nến rỗng ruột sớm chuẩn bị đưa cho hắn. Đây là một ngọn nến có bột phấn con rết, chỉ cần thắp sáng sau đó lấy tay anh che lên, đứng bên cạnh tôi, thi thể nhìn thấy sau đó tự nhiên sẽ có phản ứng. Cung Quý Dương tò mò mà nhìn ngọn nến này, chỉ thấy bên trong chính xác có chút phấn bột, vì thế liền nghi ngờ hỏi cái này chính là bột phấn rết như cô nói hắn cảm thấy chút kỳ quái đem côn trùng chế tạo thành bột phấn này quả thực lần đầu tiên hắn nghe thấy mặc di nhiễm dung rất kiên nhẫn giải thích kỳ thật cái này không chỉ đơn giản là bột phấn con rết bột phấn này có nguồn gốc rất sâu đầu tiên phải dùng một phần giấy vàng cắt thành hình mặt trên có máu thăng lặng trên chỉ còn viết ngày sinh tháng đẻ sau đó lấy ra một ít thi dịch sau đó lấy con nhện con rết cùng bọ cặp nuôi trong thi dịch nước rỉ ra từ xác người chết đó các bác ba ngày ba đêm để chúng nó hấp thu đủ thi dịch sau đó nghiền nát cùng người hình để vào trong đó hông khô sau đó mới thành hình bột phấn này cung quý dương cùng hoàng phủ ngạn thương nghe vậy hai mặt nhìn nhau sau đó từng người khẽ nuốt ngụm nước miếng trời ạ à, đây quả thực là quá ghê tởm đi cầm ngọn đến trong tay sắc mặt cung quý dương chuyển sang trắng bệch hắn hung hăng mà trừng mắt liên kiều một cái tất cả là nha đầu chết tiệt kia thế mà dám đẩy hắn ra làm loại chuyện này mặt di nhiễm dung tiếng lên cười cười nói đêm nay chỉ có thể mượn tôn thể của cung tiên sinh tuy rằng rất mạo muội nhưng không có cách nào sau cùng có một câu nói mà cô không nói ra ai kêu anh sinh ra vào giờ dương khí thịnh đâu cung quý dương nhướng mày một cái không đúng đi sinh ra trong giờ đó không hẳn chỉ có mình tôi chứ tiểu nha đầu cô nên biết hoàng phủ ngạn tước cũng sinh ra cùng giờ với tôi đó vì cái gì kéo tôi đến đây ánh mắt liên kiều lộc cộc một cái bộ dáng quỷ tinh linh tinh quái anh ta sao nói gì đi nữa thì giờ vẫn còn ngồi trong hố trên núi cho dù đi ra cũng sẽ bị dính trên xe tôi đem chiêu chỉnh anh áp dụng lên người anh ta ha ha hoàng phủ ngạn thương nghe vậy không khỏi xấu hổ hắn xác thực thay anh trai mình mà cảm thấy lo lắng mà mặt di nhiễm dung thấy vậy ánh mắt lộ vẻ trách cứ thẳng nhiên. Em gái, em sao có thể nghịch ngợm như vậy nữa, sao lại trêu cực người tứ đại tài phiệt, ngộ nhỡ ông nội biết thì sao, ông nhất định sẽ tức giận đó, đến lúc đó xem em phải làm thế nào. Liên Kiều le lưỡi, ông nội sẽ không biết, nếu Hoàng Phủ Ngạn tước dám đi mách lẻo, em nhất định khiến anh ta khó coi cho xem. Mặt di nhiễm dung bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lúc này, cung quý dương cười một tiếng quái dị, dùng ánh mắt như thế này mà nhìn liên kiều liên kiều cảm thấy bị hắn nhìn tới toàn thân đều mất tự nhiên cả người đều dựng lông mau vì thế liền cà lâm hỏi câu anh anh làm gì cười kỳ quái vậy cung quý dương làm biến dương 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 tự đắc mà ngồi ở trên ghế sa lông thân thể cao lớn cũng dựa cả trên ghế liên kiều à tôi thật đúng là thương tâm khuôn mặt anh tuấn của hắn giờ phút này thế nhưng lại hiện lên một tia uất ức liên kiều khó khăn hỏi anh thương tâm cái gì đó ai cung quý dương cố ý làm ra khẩu khí giống một quán phụ tôi a à, giúp em không ít việc hơn nữa về sau tôi còn chính là quân sư của em thì ra em liền báo đáp tôi như vậy thật sự là thương tâm liên kiều không phải là người bản địa không chịu được người khác dài dòng cô sốt ruột lên tiếng trước gạt cánh ta hắn ra nói anh nói xem tôi đối với anh như thế nào cung quý dương ngẩng đầu liếc mắt cô một cái em cố ý chọn hôm nay chỉnh cái tên Hoàng Phủ kia sao? Liên Kiều nghe vậy, ngẩn ra, lập tức mất tự nhiên mà nói rằng, chỉnh người chính là chỉnh người, còn phân ra thời gian nào sao? Cung Quý Dương đứng dậy, giơ tay lên, xoa xoa một cái trên đầu cô. Chút kỹ xảo nhỏ nhoi ấy của em sao lừa được tôi? Em chẳng qua sợ Hoàng Phủ ngàn tước đêm nay tới nơi này quá mức mạo hiểm thôi, cậu ta sinh cùng thời gian với tôi, điểm ấy em không khó để biết. Liên Kiều le lưỡi mím môi lại. Chính là, chính là tôi cảm thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước không có thông minh như anh mà, có anh hỗ trợ tôi mới yên tâm. Miệng lưỡi trơn tru, cung quý dương quả thực dở khóc dở cười. Sau một tiếng chung sao sạc cuối cùng, đoàn người mặc di nhiễm dung, liên kiều, cung quý dương cùng Hoàng Phủ Ngạn Thương đi vào tòa nhà nghiên cứu, hiệu trưởng đã sớm chờ ở đó, hiển nhiên có thể nhìn ra trên mặt ông có bao nhiêu lo lắng cùng bất an. Khi ông nhìn rõ mấy người xuất hiện sau màn đêm, nhất thời thở ra, ông đi nhanh lên phía trước, nhìn thấy rõ người phía sau thì bỗng giật mình. Cung tiên sinh, là ngài. Cung quý dương nhún nhún vai, hai tay khoanh lại, không có cách nào, tôi bị người ta bước tới làm mồi nhữ. Hiệu trưởng không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, chính là không nghĩ tới một quan chức cấp cao nhân vật lớn lại tham gia cái sự kiện nghe rợn hết cả tóc gáy này, sững sờ một chút, liền thấy liên kiều sôi nổi đi lên trước kéo hắn ra một bên. Yên tâm, hiệu trưởng, cung tiên sinh không có việc gì còn có chị em ở đây trò tròi liên kiều sao trò cũng ở trong này hiệu trưởng càng khiếp sợ hơn trời ạ à, ông không muốn để cho sinh viên của mình can dự vào Mặc di nhiễm dung đi lên trước nhẹ giọng nói nó là em gái tôi hiệu trưởng lúc này mới kịp phản ứng nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của liên kiều đối mặt đều xanh mét liên kiều trò cũng muốn đi vào đương nhiên không nó không đi vào mặt di nhiễm dung kiên cắt ngang lời liên kiều nói lập tức ánh mắt dừng trên người hoàng phủ ngạn thương xin anh chiếu cố đến liên kiều nhiễm dung tôi không thể hoàng phủ tiên sinh mặt di nhiễm dung lần thứ hai cắt ngang lời hắn đêm nay anh mặc là áo sơ mi tuyệt đối không thể tới gần tòa nhà thực nghiệm này nếu không sẽ đem cố gắng của tôi phá tan thành mây khói nghiêm trọng hơn là sẽ bị nguy hiểm biết không hoàng phủ ngạn thương nhìn lại quần áo trên người mình đành phải bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Lúc này thì Liên Kiều vẽ mặt không tình nguyện mà đi lên trước, đáng thương hỏi han chị à, hôm nay em mặc quần áo đen, vì cái gì không cho em đi vào. Ngoan ngoãn nghe lời, không để cho chị phân tâm. Mặt di nhiễm dung vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, việc tiếp theo cô cũng không muốn để cho em gái mạo hiểm, dù sao đối với hàng đầu thuộc cô, Liên Kiều, cũng không tin thông. Liên Kiều vẫn rất nghe cô nói, sau khi nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua trên mặt có một chút ủy khuất. Mặt di nhiễm dung nhìn trên người cung quý dương, thản nhiên nói, chúng ta vào đi thôi. Cung quý dương khóc thét một tiếng, rất có cảm giác giống tráng sĩ đi ra chiến trường. Minh Tuy là giữa hè, nhưng vừa đi vào tòa nhà thực nghiệm, hai người vẫn cảm nhận được rõ ràng không khí lạnh lẽo, cửa thang máy rất nhanh mở ra, chậm rãi mở ra, càng xuống một tầng không khí càng thêm lạnh lẽo. Nơi này dường như so với lần trước tôi tới kém hơn. Cung quý dương thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ, trên trán anh Tuấn theo bản năng nhíu lại, bao phủ một tầng cản thận. Mặt di niệm dung lấy la bàn ra, chỉ thấy mặt trên kim đồng hồ chấp lên không ngừng, cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nơi này âm khí rất nặng, nếu đêm nay không thể giải quyết thi hàng, như vậy ngày mai cảng lớn sẽ xuất hiện thêm mấy thi thể nữa. Cung quý dương không nói cái gì nữa, tuy rằng hắn xem không hiểu những công cụ kỳ quái mà mặt di nhiễm dung sử dụng, nhưng đối với lời cô nói vẫn không thể nghi ngờ rất nhanh bọn họ đứng ngay trước hành lang đèn cảm ứng chiếu trên hành lang thật dài đi tới bên tay trái là một gian phòng thí nghiệm tại phòng thí nghiệm thứ ba cung quý dương ra hiệu cho cô mặt di nhiễm dung gật gật đầu không sợ hãi chút nào mà đi qua lấy ra chiếc chìa khóa mà khi trước hiệu trưởng đưa cho cô tra khóa mở cửa đón nhận một trận không khí phát lạnh lông mày của mặt di nhiễm dung nhíu chặt Hai người không nói lời nào đi vào phòng, ngay ngọn đèn trên hành lang, không khó để nhìn ra cách đó không xa trên bàn thí nghiệm có một thi thể. Cung tiên sinh, anh đứng ở chỗ này ngàn vận không nên cử động, ta muốn mở phương hướng, mặt di nhiễm dung nhìn cảnh vật xung quanh một chút sau đó nói. Cung quý dương gật đầu, chỉ thấy mặt di nhiễm dung lấy ngọn đến rỗng ruột sớm đã chuẩn bị ra, phân biệt mở ra đặt ở tám hướng xung quanh thi thể, sau đó lại đem giấy vàng đã cắt hình người lấy ra ngồi xuống giữa những ngọn nến dưới đất. Cung tiên sinh, anh lấy một ngọn nến, chút nữa có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể ném cây nến ấy xuống được, cô căng dặn lần thứ hai. Cung quý dương gật đầu, lập lấy ra ngọn nến rỗng ruột như mấy ngọn kia. Mặt di nhiễm dung quay đầu sang chỗ khác, chỉ thấy miệng cô lẩm bẩm một câu, lập tức giơ ống tay áo lên, đột nhiên những cây nến rỗng ruột cháy phát lên, kể cả ngọn nến cung quý dương cầm trong tay kia. Cung quý dương trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi, hắn đang suy nghĩ cung thị về sau có nên phát triển ngành giải trí không, cũng đầu tư chụp đóng phim cái gì đó, giờ phút này quả thực rất giống như đang đóng phim vậy. Đang trong lúc hắn suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng mặt di nhiễm dung nói những từ ngữ khiến người ta bắt đầu không hiểu, hình như là chú ngữ gì đó, tờ giấy vàng hình người đặt trước mặt cô bỗng dưng cháy. Mặt di nhiễm dung nhắm hai mắt, tập trung toàn lực suy nghĩ muốn đốt cháy hình người bay trên không trung, càng bay càng cao, xoay quanh trên thi thể kia đúng lúc này tình huống phát sinh một chút dị thường chỉ thấy thi thể vốn nằm ở đó giống như có cảm ứng rồi đột nhiên kinh động một chút lập tức liền ngồi thẳng dậy cung quý dương mắt trừng lớn ai ngờ trừng mắt này thoát cái thi thể đã đứng đối diện cổ thi thể này dường như không có dấu hiệu bị hư thối vẫn là vết thương trên mắt trước khi nhảy lầu càng đáng sợ là nửa bên mặt đã muốn sụp vào máu thịt trộn lẫn hai mắt không cân xứng cung quý dương nuốt một chút nước miếng hắn đem ngọn nến để ngay trước ngực, tuy rằng hắn không biết thi thể đó nhìn hắn cái gì, nhưng bị một quái vật nhìn chầm chậm như thế thật khiến người ta không dễ chịu tí nào. Hắn lại nhìn mặt Di Nhiễm Dung, cô vẫn ngồi giữa những ngọn nến như cũ, miệng lẩm bẩm cái gì đó, cái tờ giấy hình người đang cháy không ngừng bay vòng vòng, sương khói càng ngày càng đậm. Thi thể hoàn toàn đứng lên, giống cái cái xác không hồn N chậm rãi đi về phía trước đi, không gian tràn ngập không khí quỷ dị dường như cảm nhận được ánh nên tồn tại, nó bắt đầu hướng phía mặt di nhiễm dung từng bước một đi lên phía trước, mỗi bước đi, trên mặt đất lưu lại một vết máu. Cung quý dương thấy vậy, rất muốn mở miệng nhắc nhở mặt di nhiễm dung, nhưng thấy cô vẫn ngồi trong đám nến cháy không sức mẻ, liền yên lặng theo dõi dĩ biến, sợ chính hắn lên tiếng sẽ phá tan trận pháp của cô. Thi thể tru lên một tiếng, giống như một con giả thú bị thương, ngay lúc nó đến gần ngọn nến, đột nhiên toàn thân giống như bị phải bỏng lập tức nhảy ra sau đó lại phát ra một âm thanh phẫn nộ thấy không tới gần được người phụ nữ kia thi thể bắt đầu dời điểm nó nhìn quanh bốn phía dừng lại ở hướng của cung quý dương đang đứng ông trời ơi nó muốn lại đây sao cung quý dương nao nao quả nhiên cổ thi thể kia giống như là cùng hắn tâm linh tương thông từng bước hướng hắn đi tới đây chính là quái vật càng gần lại Cung Quý Dương có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của thi thể kia, thi thể hắn đã thấy nhiều, hắn cũng từng khiến rất nhiều người đang sống thành người chết, nhưng loại tình huống này cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Thi thể dường như ngửi được hương vị của người sống, nó hét lớn một tiếng, ngay sau đó giơ lên cánh tay máu thịt lẫn lộn tìm kiếm trên người Cung Quý Dương. Minh, anh này bị sàm sở ô hô. Bằng sức lực của hắn, tránh thoát khỏi thi thể hoàn toàn không có vấn đề, Thế nhưng hắn nhớ lại lời căn dặn của mặt di nhiễm dung khi nãy, không thể động, cũng không thể ném ngọn đến xuống đất. Trong lòng hắn thét lên một tiếng, ông trời, thật là tra tấn người, hắn dường như đã ngửi thấy mùi thối khó chịu kia. Hình người phía trên đã xoay tới mức mãnh liệt, ngay lúc thi thể định làm bước hành động tiếp theo, chỉ thấy từ chỗ mặt di nhiễm dung một loại đồ vật giống như đinh sắt xuyên qua thi thể. Thi thể phát ra một tiếng khóc thét, ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía mặt di nhiễm dung, giống như bị chọc tức sau đó dương nanh múa vuốt muốn đánh về phía cung quý dương chỉ nghe cô hét to một tiếng giải hình người phía trên thi thể ngừng hoạt động ngay sau đó một cổ bụi mù bị một khối lực lượng mạnh mẽ nào đó đánh vào thi thể sau đó một ngọn nến bay qua đốt cháy thi thể thi thể ngã vật xuống vẫn không nhúc nhích tư thế thiêu đốt cũng không khác gì khi hỏa thiêu thi thể bình thường phút giây ngắn ngủi phát sinh ra những chuyện kỳ lạ khiến cung quý dương quả thực được mở mang tầm mắt quả thực rất phấn khích nhưng mà thi thể này mặc di nhiễm dung đứng lên đem một ngọn nến sau khi tắt lửa giữ lại một cái chiếu sáng cô đi đến chỗ cung quý dương nói lời từ đáy lòng cung tiên sinh vất vả anh rồi cung quý dương chỉ vào thi thể nói này giải quyết sao ừ giải quyết nó hiện tại giống như thi thể bình thường mặt di nhiễm dung có vẻ có chút mệt mỏi nhưng mà nhìn lửa cháy trên thi thể dần dần giảm bớt cũng thả lòng một hơi tiếp theo chúng ta phải làm gì cung quý dương không chút hoang mang hỏi han mặt di nhiễm dung ngẩng đầu nhìn nhìn cung quý dương trong đôi mắt hiện lên một tia khen ngợi người tứ đại tài phiệt quả nhiên không đơn giản cho dù trong khốn cảnh cũng thản nhiên đối mặt khi nãy lúc thi thể tới chỗ tôi nếu anh mở miệng nói chuyện như vậy tôi sẽ thất bại may mắn anh chấn tĩnh mới tránh khỏi kiếp nạn cung quý dương nghe vậy không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn không nói gì thêm nữa mặc di nhiễm dung ngồi sống người xuống cẩn thận quan sát thi thể gật gật đầu tốt rồi cung tiên sinh công tác của chúng ta hoàn thành kế tiếp giao cho cảnh sát xử lý đi thi thể này sẽ không đi làm hại người nữa cung quý dương nhìn thi thể này suy nghĩ gì đó vì cái gì nó như vậy rốt cuộc là ai hạ hàng với cái thi thể này Mặt di nhiễm dung nhẹ thở một hơi, lắc đầu, tạm thời còn chưa điều tra được, điều tôi có thể làm là chờ. Hai người rời khỏi tòa nhà. Ban đêm gió nổi lên, khi hai người xuất hiện trong bóng đêm, mấy người luôn chờ bên ngoài tiến lên. Thế nào? Hoàng phủ ngạn thương không khó phát hiện trên mặt mặt di nhiễm dung có chút mệt mỏi, quan tâm hỏi han. Hiệu trưởng cũng bước lên trước, mặt di tiểu thư, xin hỏi cổ thi thể kia. Âm thanh mặt di nhiễm dung có chút mỏng manh, hết thảy đều giải quyết, ngày mai có thể giao cho cảnh sát là. Hiệu trưởng sau khi nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn cô, mặc di tiểu thư, cảm ơn. Mặt di nhiễm dung khoát tay, lại nhìn đến bộ mặt mất hứng của Liên Kiều. Em gái, sao thế? Liên Kiều biểu môi đi lên trước, cô không có vấn đề, mà là quan tâm hỏi han chị, chị tiêu hao không ít thể lực đi. Hoàng Phủ Tiên Sinh Cô đưa ánh mắt sang nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, giải hàng khác với Hạ Hàng, chị tôi sẽ tiêu hao thể lực gấp hai lần, cho nên nhờ anh giúp tôi chiếu cố chị ấy thật tốt. Hoàng Phủ Ngạn Thương lúc này mới hiểu được, hắn vội vàng đem mặt Di Nhiễm Dung kéo vào trong ngực, đau lòng nói, chúng ta về khách sạn, em nghỉ ngơi cho tôi. Mặt Di Nhiễm Dung gật gật đầu, tùy ý hắn đem mình ôm vào trong lòng. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, Liên Kiều thở dài một hơi. Nói đi, tiểu nha đầu, Chuyện gì? Cung Quý Dương một mực nhìn Liên Kiều, thân thể dựng lên hai tay khoanh lại. Liên Kiều trừng mắt, hai mắt cực to nhìn chầm chầm Cung Quý Dương. Hoa! Wow. Làm sao anh biết tôi có việc tìm anh nha? Cung Quý Dương cười khổ một tiếng, em đem tất cả mọi người đuổi đi, để lại mình tôi, không khó đoán ra em có chuyện cần tôi giúp. Liên Kiều dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn Cung Quý Dương, cuối cùng hoang hô một tiếng, tôi thật sự không có nhìn lầm anh. Cung Quý Dương nhúng nhúng vai, nhìn bộ dáng Liên Kiều muốn cười nhưng vẫn nhìn xuống, nói đi, có chuyện gì? Nụ cười trên khuôn mặt sau câu này ảm đạm hẳn, cô biểu môi nói rằng Vừa nãy anh ngạn thương nhận điện thoại, là cái tên rụng hố, hãm hại kia gọi tới, hắn ta nói, hắn ta nói bên Mỹ có chuyện gấp cần xử lý, cho nên phải về Mỹ. Liên Kiều nói khiến Cung Quý Dương không hiểu ra sao, tên trong rụng tại hố hãm hại. Người trong miệng em có phải, Hoàng Phủ Ngạn Tước? Từ hắn về Mỹ, âm thanh Liên Kiều rầu rĩ, dường như có chút không vui. Cung Quý Dương cười ha ha, hắn về Mỹ quả thực bình thường, chẳng lẽ còn muốn vĩnh viễn ở lại Hồng Kông cùng em cái nha đầu điên này sao? Liên Kiều hừ mũi một cái, không nói gì, chính là đem thân thể rầu rĩ không vui đi tới cái cây bên kia, chân đá cục đá theo bản năng. Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Cung Quý Dương sáng tỏ, đi lên trước, bàn tay to vỗ vỗ vai cô nói: em hẳn không thể buông tha tên gia hỏa kia chứ. Liên Kiều sau khi nghe vậy, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn, tự hỏi cái gì đó sau nói. Ai nói tôi không buông tha hắn. Nhưng mà hắn cứ đi như vậy, thật sự là quá tiện nghi hắn, hư. a à. Cung Quý Dương cố ý kéo dài thanh âm, tôi đây hiểu được, em muốn tôi giúp thế nào đây? Còn không nghĩ tới, Liên Kiều có vẻ thực quể oải, nhưng mà lời nói quả thực thật, thật phẫn hận dù sao không thể để cho hắn nhẹ nhàng tự tại như vậy mà đi, thật sự mối hận khó khăn trong lòng. Cung quý dương thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, tiểu nha đầu rõ ràng bắt đầu quyến luyến hoàng phủ ngạn tước, đáng tiếc là, chính cô A còn không biết điểm này, nói vậy tên hoàng phủ kia lại càng không biết. Cái gì là bạn tốt, bạn tốt chính là tại thời điểm mê mang kéo nhau một cái, ha hả, hắn cung quý dương luôn luôn thích làm chuyện như vậy. Liên Kiều, tôi có một ý kiến rất hay, Cung quý dương nhướng mày, vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Liên kiều mắt sáng rực lên, giống như một con thú cưng được miếng ăn chạy đến bên cạnh hắn, kéo kéo tay áo hắn hỏi han. Chủ ý gì, nói mau a. À. Cung quý dương ha hả cười, theo tôi được biết, bọn em sắp được nghỉ đúng không? Đúng vậy, mấy ngày nữa sẽ được nghỉ hè, Liên kiều cúi đầu nghỉ sau đó khẳng định. Tôi sẽ tiện tay xử lý mấy chuyện ở Hồng Kông, mấy ngày nay, sau khi xong, em theo tôi đến Mỹ, cùng quý dương nói gọn gàng đi theo anh tới mỹ liên kiều nhất thời còn không kịp phản ứng không tôi em không phải cảm thấy hoàng phủ ngạn tước đi như vậy chưa giải mối hận trong lòng em sao cho nên tôi liền mang em tới hoàng phủ gia nhưng mà cung quý dương đột nhiên thần bí nói sau khi đến mỹ em nhất định phải nghe tôi nói tôi nói cái gì em tuyệt đối không được ý kiến hiểu chưa liên kiều che miệng hai mắt đảo quanh hơn nửa ngày mới lên tiếng anh nói rất kỳ lạ nha. Vậy em đáp ứng hay không? Đây chính là chiêu duy nhất có thể chỉnh tên Hoàng phủ ngạn tước kia, cung quý dương không ngừng hấp dẫn cô. Liên Kiều không hề nghĩ ngợi, liên tục gật đầu sau quay người chạy đi. Này, tôi còn chưa nói xong đâu, chạy cái gì? Cung Quý Dương một tay kéo cô trở về. Tôi lập tức đi đặt khách sạn, chẳng lẽ đến Mỹ bắt tôi ngủ ngoài đường sao? Liên Kiều suy nghĩ rất chu đáo, đem những ảo tưởng về chuyến lữ hành nước Mỹ xong một lần. Cung Quý Dương cười đến thực hiền lành, sau khi nghe vậy lắc đầu, không, khách sạn em không cần đặt, bởi vì đến lúc đó em sẽ trực tiếp tiến vào Hoàng Phủ. Hoàng Phủ? Quắc! Cung Quý Dương anh thật trâu, thậm chí có Hoàng Phủ. Là cái vương gia Hoàng Phủ. Chẳng lẽ là hoàng đế gì đó? Liên Kiều hiển nhiên đang hiểu lầm ý tứ của Cung Quý Dương, ánh mắt khiếp sợ trừng lớn. Lời cô nói thực khiến Cung Quý Dương suýt chút nữa học máu. Liên Kiều, Hoàng Phủ là biệt thự Hoàng Phủ gia Em, sau khi tới Mỹ trực tiếp đến nhà Hoàng Phủ ngạn tước Hắn gần từng tiếng nói cho cô nghe Ách Liên Kiều sửng sốt, nửa ngày không nói gì Trên giường lớn thoải mái của khách sạn Ánh trăng chiếu vào dung nhan đẹp đẽ của mặt di nhiễm dung Hai má tản ra hơi nóng Lúc Hoàng Phủ ngạn thương đem cô về khách sạn Cô liền mệt tới mức ngủ luôn Giờ phút này, cô giống như mỹ nhân cổ xưa Lặng lặng mà nằm ở nơi đó Hoàng phủ ngạn thương không có rời đi Cũng lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia Ánh mắt trong dần chuyển thành hang sâu Ngón tay thon dài dịu dàng quyến luyến vuốt ve gò má cô Khuôn mặt tuấn giật biểu lộ thâm tình Nhiễm dung, mặc kệ em có đồng ý hay không Sau khi tôi gặp em không tính để em rời đi Thực xin lỗi Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm Không kìm lòng nổi mà cúi xuống Khi môi mỏng kề sát môi anh đào Nhẹ giọng nói Bởi vì tôi yêu em qua cái câu này làm minh nhớ bài tôi yêu em của ông pukin theo một câu cuối phun ra bờ môi ôn nhu của hắn cũng áp lên môi cô ánh trăng cùng sao chiếu rọi trong phòng hai bóng dáng đẹp đẽ có đôi khi tình yêu sẽ không hẹn mà gặp lại giống một nhà thiết kế tài ba thiết kế vận mệnh ái tình của nhau cứ như vậy nhàn nhạt có một chút ngọt ngào nước mỹ tổng bộ hoàng phủ tài phiệt phòng hội nghị quốc tế toàn bộ hội nghị tràn ngập tiết tấu nhanh chóng bên rộn một buổi sáng hoàng phủ ngạn tước liên tục mở ba hội nghị trên cơ bản là vội đến hở không ra một tia rảnh rỗi đang làm việc hắn luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ điểm ấy nhân viên của tập đoàn cùng với những người hợp tác hoàn toàn hiểu rõ bởi vậy ban ngày toàn bộ tập đoàn hoàng phủ giống như đánh nhau trên chiến trường trong phòng họp nhân viên cao cấp không ngừng báo cáo nhiệm vụ quản lý của mình một chuỗi con số xuyên suốt đằng sau lẻ n lần đơn vị mà Hoàng Phủ Ngạn tước thì một thân Tây Trang cứng răng ngồi ở vị trí chủ tịch, trên mặt có hương vị của thương nhân thành công cùng tao nhã. Hoàng Phủ Tiên Sinh, hiện tại ngài đang nhìn là tình huống liên quan tới thị trường Hồng Kông, tại Hồng Kông tổng cộng có 13 công ty con độc lập, bọn họ. Trong đó một vị chủ quản giải thích số liệu đang hiện ra trên màn hình. Sau lại nói Hoàng Phủ Ngạn tước trên cơ bản không nghe nổi một chữ vào tai, rất là ngoại ý muốn, hai chữ Hồng Kông thì giống như cái tiểu phi không ngừng cuốn lấy đầu óc hắn. Không biết tiểu nha đầu kia thế nào? Anh không nói một tiếng mà rời khỏi, cô sẽ có phản ứng gì? Có phải hận chết anh hay không? Hay hoặc là là, sẽ nhớ tới anh? Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn tước cười khổ một tiếng, xem ra thật sự là vội vàng, sao anh lại có thể cho rằng tiểu nha đầu kia nhớ anh chứ? Liên Kiều cô ước gì anh còn không xuất hiện nữa kia? Minh, anh ơi chắc không? nghĩ đến ngày cuối cùng tại Hồng Kông, anh quả thực ngay ý chí tự sát cũng có, không nghĩ tới nha đầu kia lại xuống tay với anh nhanh vậy, tại anh không nghĩ ra thế nào trong tình huống như vậy còn đào được cái hố, cái này cũng chưa tính cái gì, khi anh thực sự tốn sức chín trâu hai hổ ra khỏi cái hố đó, lúc chuẩn bị lái xe mới phát hiện, trên cửa xe không biết khi từ khi nào đã đổ lên một đống cao su, đem tay anh dính chặt trên đó. Cái nha đầu này thực đúng là dùng chiêu thức đối với cung quý dương đã lặp lại hết thảy với anh nhưng mà cung quý dương là thiên tài máy móc mà anh cũng không phải cung quý dương có thể chỉ bằng một công cụ đơn giản có thể lật đỏ cánh cửa xe xuống chính là anh không được a à. một phút kia anh thật muốn đem tiều nha đầu liên kiều này trở về hung hăng đánh vào mông cô rơi vào đường cùng anh đành phải gọi điện thoại gọi người đến hỗ trợ những tưởng anh đường hoàng là chủ tịch tập đoàn hoàng phủ oai phong lẫm liệt mà cũng có lúc rơi xuống hố xấu hổ như vậy mà trùng hợp bên tổng bộ nước Mỹ có hội nghị khẩn cấp, vì thế liền suốt đêm bay về Mỹ. Nhưng mà, thù này anh nhất định phải báo. Tiểu nha đầu này đáng chết, tuổi còn nhỏ, mà ý đồ không hề thiếu. Đang lúc báo cáo chủ quản đột nhiên thấy một tổng giám đốc khẽ động, lộ ra nụ cười khổ chưa từng thấy, từ từ. Dĩ nhiên là cười khổ, hắn nhất thời trăng mắt thật to, cái trừng này khiến cho toàn bộ người tham dự phiên họp đổ dồn vào nhìn vị tổng giám đốc nhau nhau nhìn đến thần thái kỳ lạ. Trời ạ! À, tổng giám đốc của bọn họ có biểu tình gì đây? Vì chủ quản kia sợ tới mức nuốt một chút nước miếng, chẳng lẽ là bởi vì hắn báo cáo sai chỗ nào? Không thể nào! Ách, cái kia, Hoàng Phủ Tiên Sinh, số liệu này tôi kiểm tra rất nhiều lần, hẳn là không có sai. Hắn thật cẩn thận nói. Hoàng Phủ Ngạn tức lập tức kịp phản ứng, anh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc bốn phía, lại nhìn vị chủ quản đang thất thần sợ hãi kia khôi phục giọng nói lạnh lẽo được tiếp tục chủ quản lúc này mới đem tâm trở về bụng lại bắt đầu chậm rãi nói trong lòng hoàng phủ ngạn tước lại cảm thấy có chút buồn cười trong buổi họp thất thần cái này từ khi anh tiếp quản tập đoàn hoàng phủ chưa bao giờ xảy ra hôm nay thế mà lại phạm sai lầm không đáng có này một lần nữa vùi đầu vào công tác hoàng phủ ngạn tước cũng không biết vào giờ phút này tại chỗ ở của mình hoàng phủ đang trình diễn một mạng chung thân anh khó quên cái gì quý dương a à, cháu nói nói đều là thật trong đại sảnh nhà hoàng phủ một phụ nhân cực kỳ kích động cầm tay cung quý dương cảm xúc cao vút hỏi han mà bên người bà cũng tập tụ rất nhiều người của nhà hoàng phủ tương đối khác với ba nhà tài phiệt kia hoàng phủ gia đích thực có thể xưng là tộc lấy lăng thị mà nói chỉ có lăng thiếu đường cùng lăng thiếu kênh hai anh em mà cung thị thì chỉ có một con trai độc nhất là cung quý dương lãnh thị so sánh với hoàng phủ còn có thể, có lãnh thiên dục, lãnh thiên hy cùng lanh tan thanh ba đứa nhỏ. Hoàng phủ gia tộc thì khác hẳn, từ con cả hoàng phủ ngạn tước, đến con thứ hoàng phủ diên đình, lại đến con gái lớn hoàng phủ ngưng cùng ma nữ hoàng phủ anh, cuối cùng còn có một người giống như ba họ có oán hận hoàng phủ ngạn thương, tổng cộng có sáu anh chị em, hơn nữa trong nhà có hai lão nhân, cũng chính là cha mẹ còn họ, hoàng phủ ngự phong và triển sơ dung, có thể nói là nhân tài đông đúc, đầu người di chuyển. Nhưng mà, lúc này, bọn họ đều có mặt đầy đủ mà nhìn cái người dương dương tự đắc ngồi trên ghế salon cùng quý dương, trên mặt cũng tràn ngập tò mò. Ai, bác gái, ngài để con nói bao nhiêu lần nữa, là thật, ngạn tước lần này thật quá phận, người ta vẫn là cô gái chưa gả đi, liền đem cô ấy, bắt nạt, liên kiều là con dâu hồi đó người chọn lựa, điều này cũng tốt, hiện tại đang khóc sức mướt. Cháu nhìn thấy mà thực sự không đành lòng a à? cung quý dương uống một miệng trà vẻ mặt tiếc hận rất có phong thái nhân sĩ giang hồ bên vực kẻ yếu tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau anh nhìn tôi tôi nhìn anh trong lúc nhất thời mọi mọi người xôn xao sáng sớm nay ngay sau khi hoàng phủ ngạn tước ra khỏi cửa cung quý dương liền nghênh ngang mà đi đến hoàng phủ đem mấy người anh chị em trong nhà hoàng phủ đang định đi làm ngăn lại lại đem lão gia tử hoàng phủ ngự phong và phu nhân triển sơ dung mời ra miêu tả sinh động như thật hành động của hoàng phủ ngạn tước ở hồng kông không nghe thì không sao vừa nghe đã thấy kinh người nghe cung quý dương phấn khích miêu tả bọn họ mới biết con trai mình lại có hành động kinh thiên động địa ở hồng kông cô chiên cũng chính là liên kiều trong miệng cung quý dương tuy rằng bọn họ không biết cô gái nhỏ này vì cái gì lại lấy tên như vậy nhưng mà bọn họ biết cô chính là người mà hoàng phủ gia nhìn trúng cháu gái của mã vương thất từ rất lâu về trước người già trong hoàng phủ gia cùng vương thất malaysia có chung ý kiến muốn tiến hành đám hỏi thương chính thương mại chính trị hy vọng người kế thừa hoàng phủ tài phiệt hoàng phủ ngạn tước có thể cưới cu chinh vào cửa việc này đối với hai bên đều có lợi mà không có hại bất đắc dĩ hoàng phủ ngạn tước căn bản là không có ý tứ muốn kết hôn đối với cuộc hôn nhân này bọn họ cũng không biết làm thế nào chính là hôm nay cung quý dương đã chạy tới lại nói cho bọn họ một tin tức vô cùng kinh khủng thì là mấy ngày trước đây hoàng phủ ngạn tước lấy lý do đến phân bộ ở hồng kông công tác thế mà lại gặp mặt cung chiên ở trường đại học hồng kông cũng chính là liên kiều càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt là hắn thừa dịp một lần say rượu đem cháu gái vương thất người ta cường bạo quan trọng hơn là hoàng phủ ngạn tước thế nhưng sau đó bỏ trốn mất dạng đem cô gái nhỏ người ta ăn không còn một mảnh sau đó vỗ đít chạy lấy người ai lúc này cung quý dương buồn bã mà thở dài tất cả mọi người cho rằng hắn muốn nói gì toàn bộ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn nào biết hắn chính là ngáp một cái đem chén trà cầm lên lại nhàn nhã uống trà bác nói quý dương a à, sau đó thế nào cái kia liên kiều đâu ngay cả hoàng phủ ngự phong cũng không kiềm chế nổi ông vội vàng đem chén trà trên tay cung quý dương đoạt lấy vẻ mặt lo lắng hỏi a à, đúng vậy a à, liên kiều hiện tại con bé thế nào nhỉ nó thế nào Nói thật, ta chỉ nhìn thấy nó kia qua ảnh chụp bộ dáng thật sự là xinh đẹp cực kỳ Nếu ngạn tước khi dễ nó, ta nhất định sẽ bắt nó Herpneter, phụ trách, triển sơ dung cũng lôi kéo cung quý dương mà nói Cung quý dương cố nhịn cười, có tiếng cũng có miếng mà nói Có lẽ thật sự là ông trời mở mắt để cháu lại Hồng Kông gặp được Liên Kiều Cho nên việc ác của Hoàng Phủ ngạn tước cháu có thể làm nhân chứng À, Liên Kiều đã bị cháu đưa tới Mỹ, ngạn tước lần này cũng quá phận đi Liên Kiều chỉ có 20 tuổi a, à, cô ấy có biết gì đâu. Đơn thuần giống như tờ giấy trắng, tuy nói ngạn tước lúc ấy uống say, ai biết cậu ta có cẩn thận hay không đem tiểu nha đầu Liên Kiều này lư lại cái gì. Mọi người hít một trận khí. Cung đại ca, anh nói là, anh cả em, anh ấy có khả năng đem Liên Kiều. Lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Đình có hình dáng anh Tuấn rất giống Hoàng Phủ Ngạn Tước, hắn trừng hai mắt lên nhìn cung quý dương. Đúng vậy. Cung Quý Dương nhìn một vòng người, cuối cùng nói với Triển Sơ Dung, nếu lúc ấy ngạn tước thực không cẩn thận, như vậy hiện tại Liên Kiều có mang cốt nhục của nhà hoàng phủ cũng không có gì là lạ. Triển Sơ Dung sau khi nghe vậy, thân mình lập tức run rẩy một cái, từ cách chăm sóc làn da cho thấy bà chính là một mỹ nhân bại hoại, tự nhiên cũng là một bà mẹ hiền. Sau khi nghe phán đoán lớn mật của Cung Quý Dương, bà càng kích động mà đứng dậy. Như vậy, như vậy quả thực là quá tốt. Ta thật đúng là trông ngóng như sao trong trăng Ngự phong Ông nói đúng không hả Bà đem ánh mắt chuyển sang chồng mình Gấp giọng hỏi Không tồi Tiểu tử ngạn tước kia quả thực làm việc quá đáng Có ý với người ta lại còn dùng thủ đoạn Đã sắp 30 rồi Còn giống như đứa nhỏ không có đại não Lần này nhất định phải thúc đẩy hôn sự của bọn chúng Không kết hôn Hừ Dù có trói nó đến lễ đường cũng phải kết Minh Ba má anh tước xì tin quá ha đáng yêu nữa không, không. Hoàng Phủ Ngự Phong cũng đứng dậy, tuy rằng đã là lão già 50, nhưng loại khí chất từ khi gây dựng sự nghiệp qua bão tố phong ba cũng không giảm. Lúc này, Hoàng Phủ Ngưng vẻ mặt hồ nghi mà cắt đứt kích động của ba mẹ. Con cảm thấy chuyện này thực có vấn đề, anh cả làm việc luôn có chừng mực, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cung đại ca, anh cũng nói, lúc ấy là anh cả em uống rượu, người uống rượu sao còn có thể làm ra chuyện này. Ai, em gái của anh, cái này em không hiểu Đàn ông sẽ lấy cớ uống rượu để làm chuyện này Lại nói Anh trai em tửu lượng không tốt lắm Làm sao có thể uống rượu Nói không chính xác thực chính là mượn rượu hành hung Hoàng Phủ Ngạn Đình cười đến rất là ẩn ý mà nói Đúng vậy Ta liền không tin tiểu tử ngu ngốc kia uống rượu Hoàng Phủ Ngự Phong rất là đồng ý lời nói của lão nhị Em gái Hoàng Phủ Anh đi lên trước Thật cẩn thận hỏi cung Quý Dương Anh Quý Dương Anh nói đều là thực sao? Anh ngạn tước thật làm như vậy, âm thanh của cô dịu dàng giống như búp bê thủy tinh. Cung quý Dương vương tay nhẹ vỗ đỉnh đầu cô, "Anh anh, anh biết em sùng bái cậu ta, nhưng mà, cậu ta chính xác đã làm chuyện này à. Hoàng phủ anh sau khi nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, thật lâu sau, cô mới nói khẽ, "Nói như vậy, về sau anh ngạn tước sẽ đau lòng vì phụ nữ khác, anh ấy sẽ không thương em." "Con à, thật là một nha đầu ngốc." Triển sơ dung đem Hoàng Phủ Anh kéo tới bên người, sủng nịch mà nói rằng, anh trai con đương nhiên sẽ thương con, nhưng mà, nó là trưởng tử, cưới vợ sinh con là chuyện tự tự nhiên, chẳng lẽ con không biết anh cả con sẽ có một gia đình hạnh phúc sao? Vâng. Hoàng Phủ Anh miễn cưỡng cười cười, gật đầu. Con gái ngoan, triển sơ dung cũng vui mừng mà cười. Cắt. Hoàng Phủ ngưng liếc mắt nhìn em gái, chăm chọc khiêu khích nói, như thế nào? em còn muốn anh cả ở cùng em cả đời. em chính là em gái anh ấy, chẳng lẽ còn có thể thành vợ? Tiểu Ngưng. Hoàng Phủ Ngự phong quát một tiếng, không được nói hưu nói vượng với em gái. Tiếp tục nói như vậy ta liền phạt con tự giam mình trong phòng không cho ra cửa. Hừ, Hoàng Phủ Ngưng tức giận chạy lên lầu, mà khuôn mặt của Hoàng Phủ Anh thì ủy khuất nhăn nhó. Được rồi, Triển Sơ Dung vội vàng hòa giải, bà đem ánh mắt dừng trên người Cung Quý Dương, Quý Dương a hiện tại quan trọng nhất là đem liên kiều tới đây mau dẫn bác cùng bác trai con đi cung quý dương thực hiển nhiên đối với một màn vừa rồi không hề trách móc hắn đứng dậy dùng sức mà duỗi thắt lưng nói rằng được đi theo cháu đoàn người lập tức nhanh chóng đi theo sau cung quý dương nhớ đăng ký kênh f 5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha liên kiều rốt cục lý giải được hàm nghĩa người đông thế mạnh đang lúc cô đang ngủ có một đám người đung đùng đi tới sau đó mạnh mẽ kéo cô vào trong xe một loạt động tác này đều làm cho cô đang trong mê mang không cách nào phản ứng kịp. thực hiện nhiên đây là một chiếc xe cực kỳ xa hoa, hơn nữa còn là dài hơn bình thường rất nhiều. xe chạy trong nháy mắt, liên kiều thầm than trong lòng. ông nội, cháu gái của người bị bắt cóc. liên kiều vô cùng hoảng sợ mà nhìn nhóm người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, năm người, năm người a, à, nhưng mà bất kể nam hay nữ diện mạo cũng cực kỳ được. bọn họ, bọn họ như vậy sao có thể làm cướp làm diễn viên chẳng phải càng kiếm được tiền sao? nhìn cô gái nhỏ quá mức câu nệ tiểu tiết, triển sơ dung tận lực làm cho mình trở nên dễ gần hơn một chút. chẳng qua cô thật sự không ngăn được ý muốn sợ hãi này. ngự phong a, à, ông mau nhìn xem đứa nhỏ này, quả thực thật xinh đẹp, nhất là này ánh mắt là màu tím đó, chật chật. đúng thế, cùng con cái chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi. thật không biết cái kia tiểu tử kia nghĩ thế nào. tôi xem a, à, cháu nội chúng ta sẽ rất xinh đẹp. Hoàng phủ ngự phong cũng liếc mắt một cái nhìn trúng con dâu tương lai này, cười đến quả thực muốn trách miệng. Hoàng phủ ngạn đình cũng tiến lên, khẽ mỉm cười, thân hình cao lớn mãnh liệt nhiên ra trước, dường như đang tỉ mỉ đánh giá liên kiều. Ung, um, không tồi không tồi, ánh mắt đại ca thật tốt quá đi, mi công lá liễu mặt trái xoan, miệng nhỏ anh đào này xác thực mê người, giống cái bánh ngọt, khiến người nhìn qua đã nghĩ một ngụm ăn luôn. Mà Hoàng Phủ Anh thì ngồi ở một bên, hầm răng tinh tế khẽ cắn cánh hoa không nói gì chính là dùng một đôi mắt đầy nước nhìn liên kiều liên kiều mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng mồ hôi trên trán đều chảy dòng dòng, mấy người này rốt cuộc là ai nghe khẩu khí không giống như bọn cướp bắt cô đổi lấy tiền chuột hình như là buôn bán người chẳng lẽ là bọn họ muốn bắt cô đến chỗ khỉ ho cò gáy làm vợ người ta trời ạ à, quả thực thật đáng sợ nhìn bọn họ một thân quần áo ngăn nắp không nghĩ tới cũng là bọn buôn người nhưng mà từ từ. Những người buôn lậu này hình như có chút quen mặt. Minh, ôi, ôi chị có bị ngốc không nghĩ nghĩ ai ô chị ngốc thật. Liên Kiều rất muốn hỏi một chút, nhưng không biết tình thế này thế nào, cô làm gì có tập trung tình thần mà hỏi đâu. Lúc này, triển sơ dung đem bàn tay nhỏ bé của cô kéo lại, tươi cười hỏi han, bác nên gọi con là Liên Kiều hay vẫn là Cu Chiên? Một câu rơi xuống, Liên Kiều mắt mở to. Trời ạ, à, ngay cả tên cô cũng biết. Quả thực thật đáng sợ, có thể thấy được đám người kia là có tổ chức có kỷ luật. Cô muốn rút tay về, ai ngờ bị triển sơ dung kéo chặt hơn. Các người, các người rốt cuộc là ai? Liên Kiều rất nhanh bị dọa khóc, thanh âm cũng trở nên có chút nghẹn ngào. Ông trời minh giám, tuy rằng cô luôn luôn thích nghịch ngợm gây sự, nhưng là đối mặt với những hiểm ác như vậy vẫn phải sợ hãi. Cô nói ra triển sơ dung mới kịp phản ứng, chỉ lo cao hứng, còn quên tự giới thiệu. Không cần sợ hãi, đứa nhỏ, bác là mẹ của ngạn tước, vị này chính là ba ba của ngạn tước, hắn là lão nhị trong nhà, kêu ngạn đình, cuối cùng em gái anh anh, triển sơ dung cười đến hiền lành, khẽ vỗ nhẹ lên tay cô mà nói. Liên kiều trừng mắt thật to, liên miệng cũng há thật to. Bọn họ, bọn họ là người nhà của hoàng phủ ngạn tước. Nhìn cô không nói được một lời, hoàng phủ ngự phong hiểu lầm ý tứ của cô, ông thở dài nói. Đứa nhỏ à! quý dương đem hết mọi chuyện đều nói cho chúng ta biết là ngạn tước có lỗi với con nó không nên cứ vậy mà rời khỏi hồng kông ném con lại đó một mình tiểu tử ngu ngốc kia quả thực là kỳ cục con yên tâm bác sẽ làm chủ cho con đúng vậy đúng vậy nhìn bộ dáng con thế này quả thực bác rất đau lòng hiện tại liền theo chúng ta về nhà đi chờ buổi tối ngạn tước trở về chúng ta nhất định thay con dạy dỗ nó triển sơ dung vỗ vỗ vai liên kiều hứa hẹn nói liên kiều lúc này mới hoàn toàn thả lỏng thì ra là cung quý dương hắn thật đúng là đạt đến trình độ đỉnh rồi nói giúp cô liền giúp cô nhưng mà nhìn hai vị lão nhân trước mắt này bọn họ thật đúng là hiền lành à liên kiều bắt đầu thích bọn họ nhất là nhìn vẻ mặt hiền lành của họ làm cho cô cảm nhận được thân tình đã lâu các người thực làm chủ cho con sao hoàng phủ ngạn tước hắn thực rất xấu hắn gạt con liên kiều ủy khuất yên tâm đi nếu chúng ta đã quyết định mang con về nhất định sẽ khiến cho tên tiểu tử kia phụ trách, triển sơ dung kiên định nói. Vâng. Liên Kiều dùng sức mà gật đầu, tại Hồng Kông hắn đã bắt nạt con, còn gạt con lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng còn vụng trộm chạy trốn. Triển sơ dung sau khi nghe vây, ánh mắt trao đổi cùng Hoàng Phủ Ngự Phong. Quả nhiên đúng vậy, xem ra cung quý dương nói đều là thực, thằng nhóc ngạn tước này ở Hồng Kông thực sự đem người ta, nếu không cô làm sao lại luôn miệng nói bị hắn bắt nạt. Cung chiên, không cần sợ hãi có bác làm chỗ dựa cho con hoàng phủ ngự phong ánh mắt một lệ làm sai việc còn vụng trộm chạy trốn tác phong này không giống con trai của ông bác trai cháu hiện tại gọi là liên kiều cô đáng thương mà sửa lại cách gọi của hoàng phủ ngự phong Triển sơ dung bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười bà nhẹ nhàng vuốt ve tóc liên kiều nói được về sau sẽ gọi con là liên kiều nhưng mà chúng ta sửa miệng con có phải cũng nên sửa hay không không nên gọi chúng ta bác trai bác gái liên kiều không kịp phản ứng cô cúi đầu nghĩ lập tức ngốc ra hỏi con gọi các người là gì kỳ quái chẳng lẽ gọi bọn họ là chú vì sao nhà đầu ngốc Triển sơ dung yêu thích mà nhìn liên kiều đương nhiên là gọi chúng ta là ba mẹ liên kiều liền ngốc cái gì ba mẹ bọn họ khi nào thì thành ba mẹ cô Chẳng lẽ bọn họ mới là là ba mẹ thân sinh ra cô? Cô nhìn bọn họ chầm chầm hồi lâu, không được a, à, bọn họ cùng bộ dạng của cô một chút cũng không giống. Các người. Nửa ngày Liên Kiều mới phun ra hai chữ này, khiếp sợ thật sự là từng con sống tiếp con sống, đầu tiên là người của hoàng phủ gia xuất hiện, rồi sau đó lại khiến cô sửa miệng gọi ba mẹ. Choáng váng, quả thực choáng váng. Liên Kiều, con không cần sợ hãi. Kỳ thật con sớm nên là con dâu của hoàng phủ gia, chúng ta còn buồn sâu không muốn nhắc đến chuyện hôn sự đâu, cái này tốt, lần này con không làm con dâu của hoàng phủ gia sẽ không được." Triển Sơ Dung cười nhẹ nhàng nhìn cô, thanh âm bởi vì hưng phấn mà phát run. "A." À, Liên Kiều sau khi nghe vậy, lại khiếp sợ mà phát ra một âm thanh vô cùng sợ hãi, hai mắt mở to. "Làm con dâu của hoàng phủ gia?" "Đúng vậy, Liên Kiều, chờ ngạn thương trở về." chúng ta nên nói chuyện hôn lễ của hai con hoàng phủ ngự phong nói gọn gàng cái gì liên kiều rốt cuộc cũng kịp phản ứng cô hoắc mà đứng lên nhìn nhóm người trong xe giống như nhìn người ngoài hành tinh các người nói cái gì muốn cho con cùng hoàng phủ ngạn tước kết hôn quá khoa trương cô vì cái gì mà phải kết hôn với hắn đứa nhỏ chúng ta tất cả đều biết ngạn thương làm chuyện gì với con nó hồ đồ chúng ta làm cha mẹ cũng không thể hồ đồ theo, lại nói, ngộ nhỡ con đã có, ách, cho nên, bất kể như thế nào, kết hôn là chuyện kiên quyết, triển sơ dung nói. Liên Kiều ánh mắt rất nhanh động lại một chỗ, anh chính là bác nọc cô không phải giả, nhưng có có nhất thiết nghiêm trọng tới mức kết hôn. Bác trai, bác gái, chính là con. Được rồi, ta biết con lo lắng, con yên tâm, bên vương thất Malaysia ta cũng biết, con chính là cháu gái được yêu thương nhất đi, chúng ta cũng không thể cho con nửa điểm ủy khuất khi gã về đây, yên tâm đi, triển sơ dung nhẹ nhàng vỗ vai cô nói. Liên Kiều còn muốn nói điều gì đó, hoặc là còn muốn giải thích với bọn họ, nhưng mà xem bọn họ hứng trí dạt vào xem ngày hoàng đạo để kết hôn, cô cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói tiếng nào. Sự tình đến kỳ quái, không được, cô nhất định tìm cơ hội để hỏi cung quý dương cho rõ. Tiếng hoàng phủ, Liên Kiều trốt cục hiểu được cái gì mà một biệt thự phải lấy tên này, chỗ nào của biệt thự này quả thực chính là vương phủ xa hoa đi ánh mắt của cô cung không nhìn đủ mặc dù ở vương thất cũng rất xa hoa phú quý nhưng nơi này lãng mạn cùng trang nghiêm kết hợp khí chất không gì sánh kịp nhà cao cửa rộng không khí thoáng đãng khiến cô thấy bản thân mình thật nhỏ bé đi mà hình tròn khung cửa sổ chỗ rẽ chạm đá lộ ra dung hoa quý phái liên tục có cổng vầm cùng hành lang gấp khúc cửa sổ phòng khách cao lớn cửa hiên đại sảnh hướng bắc nam phòng khách phòng ngủ bố trí cửa sổ thấp chân hình lục giác ngắm khung cảnh bên ngoài, nhà ăn hướng Nam Bắc, bên trong bên ngoài tình cảnh giao hòa, làm cho tâm hồn người nhộn nhạo. Biệt thự này vẫn hoàn toàn duy trì kiến trúc truyền thống tao nhã, ngắn gọn, lộng lẫy với một phong cách nghệ thuật độc lập. Lấy thiên nhiên làm điểm tựa, tôn sùng nho giáo, cùng đạo giáo, thích, hàm ẩn, vắng vẻ thanh lịch. Lò sưởi bên trong tường, sofa kiểu châu Âu cổ điển, mức độ phù hợp vừa phải, cùng với cùng điều khiển rèm cửa từ xa vô cùng hiện đại, bày ra một khí khái ung dung, phòng khách châu Âu hết sức xa. Cánh cửa phòng khách điêu khắc bông hoa, trong không khí nhăn nhụi, lối đi nhỏ từ lầu hai xuống mặt đất nối liền, hai loại chất liệu gỗ khác nhau, dung hợp tài tình bày ra đóa hồng mỹ lệ. Các nàng thông cảm, văn miêu tả ta rất kém, chỗ này chém 40% đấy ô ô. Dường như cô theo sát bước chân của triển sơ dung, nơi này quá lớn, Liên Kiều sợ chính mình sẽ bị lạc. Liên Kiều đến 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 bên này. Triển sơ dung mang đoàn người cho cô tham quan biệt thự, đi vào lần lượt thấy từng biệt thự độc lập. Cái ngôi biệt thự độc lập này là nơi ở của ngạn tước, nhưng mà ta đã sai người an bài phòng cho con bên trong đó rồi, con sau này sẽ cùng ngạn tước ở đó, bà mang cô lên lầu, chỉ chỉ phòng bên trong mà nói. Liên Kiều bị choáng váng, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Ban đêm, lặng yên buông xuống, phòng tổng giám đốc vẫn đèn đuốc sáng trưng không biết vì cái gì một ngày này hoàng phủ ngạn tước đều cảm thấy tâm thần không yên giống như là phát sinh chuyện lớn gì đó anh khép văn kiện lại thân hình cao lớn tựa lưng vào ghế ngồi chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một chút đúng lúc này chuông điện thoại di động lại vang lên lấy tay giơ lên nhìn thấy tên hiển thị cười cười này anh anh giọng nói vô vàng sủng nịnh anh ngạn tước anh chừng nào thì trở về a à? ba mẹ cũng chờ anh đó âm thanh hoàng phủ anh nho nhỏ đối với hoàng phủ ngạn tước làm nũng ý lại hoàng phủ ngạn tước giơ tay lên ừ bây giờ anh về ách kỳ thật hoàng phủ anh muốn nói lại thôi như thế nào hoàng phủ ngạn tước nhận ra cô đang ấp úng xảy ra chuyện gì sao kỳ thật anh cũng không cần trở về nhanh như vậy hoàng phủ anh thanh âm ngày càng nhỏ minh nói thật là cái đoạn này ta không thích con bé này tí nào định làm huynh để luyến ở đây à ghét kiểu dở hơi này thế có ai cùng ý với ta xin mời ném gạch hoàng phủ ngạn ngạn tước ngược lại hiểu lầm ý cô anh cười ha ha anh anh yên tâm anh sắp xong việc rồi anh sẽ về nhanh ngoan ngoãn chờ anh về nhà ùm điện thoại bên kia hoàng phủ anh thanh âm rầu rĩ sau đó để điện thoại xuống hoàng phủ ngạn tước cúp điện thoại tùy tay đem áo khoác lại sau đó sẽ bước ra khỏi văn phòng cửa lớn hoàng phủ từ từ mở ra một chiếc xe thương vụ xa hoa chìm trong màn đêm lao tới người một nhà hoàng phủ trừ hoàng phủ ngạn tước tất cả đều tụ tập đầy đủ bọn họ tất cả đều ngồi ở trên ghế sa lông mà liên kiều cũng đã sớm hòa vào cùng bọn họ này tôi là liên kiều a cô là anh anh hoàng phủ anh anh liên kiều sau khi tán gẫu cùng triển sơ dung đem ánh mắt dừng ở trên người của hoàng phủ anh hiền lành hỏi han hoàng phủ anh nhìn liên kiều một cái sau có chút mất tự nhiên mà nói không tôi kêu hoàng phủ anh à liên kiều gật gù lúc này chuông cửa chính vang lên hoàng phủ anh lập tức đứng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rạng lên thần thái sung sướng có phải quá lên thế không ta là ta cực ghét con này anh cả trở về nói xong nhanh chóng chạy lên trước anh ngạn tước đang lúc bóng dáng của hoàng phủ ngạn tước xuất hiện trong đại sảnh hoàng phủ anh tự như một con đà điểu Lập tức bổ nhào vào trong ngực anh Ngoan anh anh Hoàng Phủ ngạn tước vỗ vỗ đầu cô Lập tức đem ánh mắt chuyển hướng phòng khách chính Con trở về Anh lời còn chưa hết Liền nhìn đến ngồi trên ghế salon phòng khách chính Là một tiểu nha đầu đang ôm cốc Cô nhìn anh cười đến tà ác Nụ cười quen thuộc này Không Trời ạ à. Hoàng Phủ ngạn tước dụi mắt Không tin vào mắt mình Cô, cô là Liên Kiều Em, em anh không tự chủ mà buông hoàng phủ anh trong ngực ra sải bước tiến lên chỉ vào liên kiều thần tình khiếp sợ liên kiều cười tủm tỉm mà đứng dậy nghịch ngợm đi tới đi lui xung quanh anh sau đó lại tới trước mặt anh nhăn mặt một cái như thế nào không biết tôi hoàng phủ ngạn tước cô đem tóc nhạc đặt lên bàn sau đó nhéo lỗ tai anh để anh nghe rõ ràng hơn một chút hoàng phủ ngạn tước giơ tay lên đem hai tay nhỏ bé của cô giữ lại. em sao đến đây? hư, tôi vì cái gì liền không thể tới. liên kiều cuột cường vừa trừng mắt, miệng yêu kiều liền nói. triển sơ dung đứng lên, đem liên kiều kéo lại phía sau mình, vẻ mặt bất mãn mà nhìn con trai nói. con tiểu tử ngu ngốc kia còn dám nói ra như vậy sao? chẳng lẽ con không biết chính mình làm ra chuyện gì? hoàng phủ ngạn tước bị mẹ mắng mỏ, anh hơi giật mình một chút, giống như hòa thường sờ đầu tự hỏi. Con, con làm cái gì? Anh có làm cái gì sao? Ngạn Tước, con ngồi xuống, lúc này, Hoàng phủ Ngự Phong mới mở miệng, làm vẻ mặt nghiêm trọng. Hoàng phủ Ngạn Tước cảm thấy tình thế có chút không ổn, vì thế liền vẻ mặt hồ nghi mà ngồi xuống, cảnh giác hỏi han. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Anh chính là ra ngoài một ngày thôi, sao trong nhà lại có biến? Trong nhà nhiều ra một người không nói, ngay cả thái độ của cha mẹ cũng khác còn có thần thái của mấy đứa em cũng không bình thường. Hoàng Phủ Ngự Phong nhìn con trai, nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này con tạm thời gác lại công việc, tập trung tinh lực chuẩn bị hôn sự của mình đi. Hôn sự Hoàng Phủ Ngạn tước tận lực khắc chế tâm thần của mình, anh càng giật mình hơn, có ý tứ gì? Con đó, thật sự là, con là anh cả, phải cho các em một tấm gương chứ, trước kia ta thấy con có bao giờ làm việc quá đáng, như thế nào? Sự tình làm đến mức đó, còn không dám gánh vác trách nhiệm sao? Liên Kiều mới 20 tuổi, còn kêu nó sau này làm sao gặp người? Vương thất bên kia sẽ nghĩ nó như thế nào, triển sơ dung quả thực bị chính con trai mình làm cho tức giận. Đều đến lúc này, còn giả bộ vẻ mặt vô tội. Nào biết, bọn họ nói khiến Hoàng Phủ Ngạn tức càng hoang mang, sự tình làm ra. Sự tình gì? Con làm chuyện gì? Ba, một tiếng, Hoàng Phủ Ngự phong vỗ bàn, đứng lên, ngạn tước con là con cả trong nhà, lại là người cầm lái tập đoàn Hoàng Phủ, làm như thế nào lại hồ đồ như thế, nếu con chiếm tiện nghi của Liên Kiều, nên học được cách gánh vác, trước kia con có bao nhiêu bạn gái ta mặc kệ, nhưng Liên Kiều cùng những phụ nữ kia khác nhau, một cô gái nhỏ như vậy bị con làm bẩn, không có trách nhiệm của một người đàn ông, hư. Con của Hoàng Phủ Ngự Phong ta tuyệt đối không làm ra loại chuyện như thế này. Oanh! Hoàng Phủ Ngạn tức nhất thời cảm thấy sét đánh đùng đùng, anh làm bẩn liên kiều khi nào thì như thế nào làm bẩn anh là đương sự cũng không biết nhìn thấy con trai không nói một lời triển mẹ cũng đi lên tận tình khuyên bảo ngạn tước a à, con chính là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất hơn nữa cũng sắp 30 rồi ta cùng ba con chính là đang ngóng ông cháu trai ta không tin con đối với liên kiều một chút cảm giác cũng không có nếu không liền sẽ không uống say đem nó ngạn tước a à nói không chừng hiện tại nó mang cốt nhục của con đó. Hoàng phủ ngạn tước gian nan mà nuốt nước miếng, mồ hôi nhanh chóng chảy xuống. Anh đem ánh mắt hung hăng nhìn phía Liên Kiều, ai ngờ Liên Kiều cười đến càng thêm quỷ dị, thậm chí còn le lưỡi, làm mặt quỷ. Âm mưu. Tất cả đều là âm mưu. Anh đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, ba, mẹ, tuy rằng tuy rằng con không biết hai người nghe được tin đồn này ở đâu, nhưng là con căn bản cũng không động đến một chút lông tơ của cô ấy. Ai ngờ, anh vừa dứt lời, Liên Kiều cô làm bộ ủy khuất chỉ vào anh nói, anh, anh, Hoàng Phủ ngạn tước, không nghĩ tới anh chính là con rùa đen rụt đầu, chỉ dám làm không dám thừa nhận, ô ô, nói xong, cô ngồi lên ghế sofa, khóc nức nở. Bất thình lình một câu này của cô khiến cả nhà từ lớn đến nhỏ nhà Hoàng Phủ đều hoảng hồn nhất là hai ông bà già Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, mà Hoàng Phủ ngạn tước nhất thời cũng ngốc ra. Nhìn Liên Kiều khóc dường như đứt từng khúc trụt khúc gan, trong lòng triển sơ dung có biết bao khổ sở cùng đau lòng, tuy rằng ở cùng nhà đầu này thời gian ngắn, nhưng bà sớm nhận định đây là con dâu, lại nhìn cô thương tâm như vậy. Liên Kiều à, được rồi, ngoan nào, yên tâm đi, có ta ở đây, nếu tử ngạn tước ngu ngốc kia không dám không nhận trách nhiệm, ta đây thân là mẹ nhất định bắt nó phải nhận phần trách nhiệm này, bà một bên phát thệ một tay vỗ bả vai an ủi Liên Kiều. Vâng, ô ô. Liên Kiều khóc đến ngay cả thanh âm đều nghẹn ngào, nhưng mà sự yêu thương cùng đau lòng của triển sơ dung cô không nhìn thấy. Cô thừa dịp mấy khe hở ngón tay xuyên qua nhìn thấy bóng dáng to lớn kia, không khó để cô thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn tước giờ này đều thành xanh mét, trong lòng vui sướng ngất trời. Đó, ai cho anh đắc tội tôi trước, hiện tại mới bị ủy khuất tra tấn quả thực là rất tiện nghi anh. Liên Kiều ở trong lòng âm thầm nguyền rủa, hồi sáng cô còn sợ hãi vạn phần, vì thế thừa dịp tất cả mọi người không chú ý Cô lấy cớ để gọi điện thoại cho cung quý dương Ai ngờ cung quý dương cũng chỉ cười ha ha Nói cho cô không cần quá mức khẩn trương Còn dặn cô chú ý tương kế tự kế Tài năng như vậy khiến Hoàng Phủ Ngạn tước trở tay không kịp Trừ lần đó ra Cung quý dương còn nói cho cô Hoàng Phủ Ngạn tước sẽ không cam tâm nghe theo sắp xếp của gia đình Cho nói cho cô biết để cô an tâm Thừa cơ hội này hảo chỉnh hắn Hợp thật tốt thật sự là càng nghĩ càng vui vẻ trong đầu liên kiều hiện ra toàn bộ cuộc sống tương lai của hoàng phủ ngạn tước và khuôn mặt dở khóc dở cười một phòng người ai cũng có ý đò riêng lúc này lão nhị hoàng phủ ngạn định kéo hoàng phủ ngạn tước sang một bên ánh mắt gian lộ ra một tia không xác định anh cả này này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hắn cũng vừa mới biết chuyện này không lâu cho nên đối với vị chị dâu tương lai bất thình lình xuất hiện rất là hoang mang nhất là hắn nhìn thấy vẻ mặt anh cả khiếp sợ xanh mét, càng cảm thấy chuyện này có điểm quái dị. Hoàng Phủ gia tính từ Hoàng Phủ Ngạn tước tổng cộng có bốn đứa con trai, hai đứa con gái. trong sáu đứa con chỉ có lão nhị tính cách rất giống với Hoàng Phủ Ngạn tước, tâm tư kín đáo không nói, xử sự, sự cũng cẩn thận tỉ mỉ, cho nên hắn không tin tưởng anh cả mình sẽ làm loại chuyện ăn xong bỏ chạy này. Hoàng Phủ Ngạn tước không có lên tiếng, khuôn mặt vẫn âm u nhìn Tiểu Nha đầu đang khóc trống liên kiều kia đánh chết hắn cũng không tin nha đầu này đang khóc kia luôn quỷ kế đa đoan lần này khẳng định lại đang giả khóc để chiếm sự đồng tình rốt cuộc cô muốn làm cái gì còn có cô sao lại có thể chạy đến đây nghi vấn trong đầu anh không ngừng va chạm tuy nói khi anh mới nhìn thấy liên kiều nháy mắt đó tâm nhộn nhạo nhưng ngay sau liền cảnh giác đứng lên anh biết nha đầu này xuất hiện tuyệt đối không có chuyện đơn giản như vậy quan trọng nhất là giờ phút này anh biết có giải thích cũng không ai tin nghĩ đến đây hoàng phủ ngạn tước cảm thấy choáng váng ngay sau đó anh bước nhanh lên trước không phân trần gì hết kéo cả người liên kiều lên ngay sau đó hai cánh tay có lực giữ ở eo cô sau đó đem cô mang lên thư phòng lầu hai phanh một tiếng cửa thư phòng bị hoàng phủ ngạn tước mạnh mẽ đóng lại ngăn cản ánh mắt tò mò của người nhà hoàng phủ liên kiều bị anh ép lên vách tường không thể động đậy chỉ có thể dùng đôi mắt màu tím long lanh trừng anh vô tội mà nghĩ giống với tinh tinh đi từ trong rừng ra ánh mắt kia dường như không chảy một giọt nước trong suốt. Đáng chết! Cô quả nhiên đang giả bộ khóc. Nhà đầu, rốt cuộc em muốn làm gì? Hoàng Phủ Ngạn tức gắt gao đè lên hai vai cô, khí tức dồn xuống, gần hơi thở của cô, gần gũi tới mức muốn dán lên khuôn mặt trắng nõn của cô. Đánh chết anh cũng không tin nguyên nhân nha đầu này đến đây là cùng anh kết hôn, cái này nha đầu ngay cả tình yêu cũng không hiểu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần như muốn biến dạng của anh, liên kiều ngược lại nhàn nhã tự đắc cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến cực kỳ thiện lương cùng vô tội hàm răng tinh tế cắn môi anh đào không nói chính là như vậy cười cười vừa nhìn anh hoàng phủ ngạn tước gần như bị nụ cười của cô đâm bị thương anh vẫn ẩn nhẫn mím môi trong gô yên nói trầm thấp đậm đà hương vị cảnh cáo thu hồi nụ cười của em trả lời vấn đề của tôi liên kiều sau khi nghe vậy le lưỡi cô không bị lời cảnh cáo của anh dọa sợ ngược lại lập tức giơ hai tay lên sau đó liều mạng mà ông lấy cổ anh. Tôi nhớ anh. Âm thanh nhẹ nhàng, giống như là mật đường, nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thân mật dán lên ngực anh, nhẹ nhàng giống như con mèo nhỏ cò cọ trên ngực anh. Mềm mại trong ngực cùng lời nói nhẹ nhàng khiến toàn thân Hoàng Phủ Ngạn tước đờ ra, sự tức giận cũng đông cứng. Nhất thời trong tận sâu đáy lòng xuất hiện một tia lo lắng cùng cảm giác tê ngứa, giống như bị một chiếc lông chim nhẹ nhàng vuốt. Ngực anh khẽ nhúc nhích, Hai bàn tay to đang ôm lấy vai cô cũng theo bản năng nắm chặt eo nhỏ của cô, theo bàn tay truyền đến từng trận cảm giác mềm mại xuyên vào tận tim anh. Nhớ tôi. Chỉ mong thật sự là nhớ tôi mới được. Ngữ khí của Hoàng Phủ Ngạn Tước còn mang theo một tia không xác định, lại, bàn tay to vừa nhấc chiếc cầm nhỏ của cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt thâm thúy lóe ra một tia âm trầm. Ách, đúng vậy a, à, tôi đương nhiên là nhớ anh, ha hả. Liên Kiều cười gượng vài tiếng, nhưng trong lòng vô cùng hốt hoảng, nhìn cặp mắt giống tia ít của anh, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của cô. Môi hoàng phủ ngạn tước gợn ra một nụ cười khiến người ta không đoán trước được, thấp giọng nói bên tai cô. Em cái nha đầu này bình thường ngu ngốc hết mức, lời nói dối liên tục đều mất tự nhiên, nói tới đây, bàn tay anh giống như cảnh cáo hoặc trấn an vỗ nhẹ sau lưng cô, nói đi, ai nói chủ ý này cho em. Ngoan ngoãn nói thật, nếu không tôi sẽ tức giận. Liên kiều tâm hoảng hốt, thông minh như cô không khó để nghe ra sự cảnh cáo của hắn trải qua thời gian ở chung kia cô hiểu rất rõ chọc giận hoàng phủ ngạn tước đáng sợ như thế nào làm như thế nào đây mắt cô đảo tới đảo lui không được nếu cô nói sự thật không phải cô bán đứng tên cung quý dương kia sao không được cô không thể làm ra chuyện không trượng nghĩa như vậy hoàng phủ ngạn tước thấy cô nửa ngày không nói lời nào cúi người xuống hơi thở ấm áp của đàn ông vây lấy cô nha đầu như thế nào còn không tính nói sao. Bị hán cho một kích như vậy, Liên Kiều ngược lại can đảm hơn, cô ngẩng đầu lên, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách hợp tình hợp lý. Anh lại còn có ý tứ tức giận sao? Rõ ràng chính anh có lỗi với tôi trước, là ai gạt tôi nói mình là cung quý dương. Anh còn phát cáo với tôi, tôi bây giờ vẫn còn rất tức giận, hừ, hoàng phủ ngạn tước tôi cho anh biết. Những ngày này bổn tiểu thư sẽ chơi đùa từ từ với anh, dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian. Cô cố ý kêu to, hai tay nhỏ bé chống hai bên hông, bộ dáng thâm cừu đại hận. Hoàng Phủ Ngạn tức ngược lại không tức giận, ngoài ý muốn bỏ hai tay đang nắm chặt lấy bờ vai cô, nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực nhìn cô. Tuy rằng trước đây tôi lừa gạt em, nhưng thủ đoạn trả thù của tiểu nha đầu em cũng không nhẹ đi, nhưng mà tôi muốn trịnh trọng nhắc nhở em một câu, hôm nay em bước vào Hoàng Phủ, muốn ra ngoài thì khó hơn lên trời, chẳng lẽ là... Nói tới đây, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên sáng lại gần, gần như chấp muối kệ chấp mũi với cô, môi mỏng nhếch lên một tia tà mị, em muốn gả cho tôi. Ách! Liên Kiều bỗng giật mình, cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới điểm này. Cô lùi người lại theo bản năng, nhưng trong đầu lập tức nhớ tới lời cung quý dương nói, vì thế lập tức chấn định lại. Như thế nào? Anh sợ hãi. Đường đường tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Phủ lại sợ hãi kết hôn. Hừ, tôi dám xuất hiện ở đây cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý cô cười tới mức quỷ dị đôi con ngươi màu tím lóe lên một tia khác thường muốn hù dọa cô thật sự là buồn cười giống như lời cung quý dương nói vậy cô cũng không tin hoàng phủ ngạn tước can tâm tình nguyện mà kết hôn đâu cho nên cô làm bộ như không quan tâm lại càng có thể tra tấn hắn ha ha em hoàng phủ ngạn tước hoàn toàn không dự đoán trước được liên kiều sẽ trả lời như vậy bất chợt nghẹn lời gương mặt anh Tuấn trở nên xanh mét. Liên Kiều cố nhịn cười, quả nhiên không tồi, hắn chính thức bị cô chọc giận tới mức sắc mặt đều đổi như tắt kè. Thật vui quá đi. Ngay lúc Hoàng Phủ Ngạn tước muốn há mồm nói gì đó, cửa thư phòng lập tức bị bật ra, hai người trong tư thế ái mùi lập tức lọc vào mắt triển sơ dung. Ui da, xem ra ta đi vào không đúng lúc, nhưng mà, đã tới lúc ăn cơm, mọi người đang chờ các con, Ngạn tước, Liên Kiều vừa mới tới Hoàng Phủ con phải quan tâm người ta thật tốt đó Triển sơ dung thấy hai người thân mật như vậy Trên mặt đều cười thành hoa Bà giống như nhìn thấy cháu trai tương lai của mình đang vẫy tay vậy Thư phòng lần thứ hai yên tĩnh lại Hoàng phủ ngạn tước cực kỳ ảo não mà cào tóc Thật là muốn chết Xem ra không bị bọn họ hiểu lầm cũng khó Trong lúc anh đang nhíu mày Liền cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cảm giác mềm mại Quay đầu vừa thấy Chấn động Chỉ thấy Liên Kiều cười giống như một tiểu tiên tử hai cánh tay gắt gao ông lấy cánh tay anh dính lại không thua gì keo dán tường Nhà đầu em làm cái gì hoàng phủ ngạn tước giữ vững khuôn mặt trầm ổn lại liên tục bị nha đầu này làm cho mất bình tĩnh ăn cơm a à? anh không nghe thấy bác gái vừa nói sao liên kiều vô tội nhìn anh mắt to giống như ngôi sao đang nhấp nháy tâm hoàng phủ ngạn tước âm thầm hoảng hốt lập tức kịp phản ứng nhưng không có ý tứ rút tay mình ra ngược lại thăm tình nhìn cô nửa ngày sau mới bật ra một lời ngoại ý muốn, đi thôi. Liên Kiều cười hì hì, càng ôm sát anh hơn, thân mật giống như người yêu. Hoàng Phủ Ngạn tức thầm trên rỉ trong lòng, anh không khó đoán ra tâm lý của Liên Kiều, cô gái nhỏ này chính là muốn trước mặt người nhà của anh làm bộ dáng ân ái thân mật, cô thực sự bức anh sắp phát điên. Nhưng mà... Anh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Liên Kiều, giờ phút này anh lại rất thích thú cảm giác mềm mại này, không muốn phá hư cảm giác tốt đẹp ngay lúc này anh đã gặp qua vô số phụ nữ dính người, nhưng chưa từng có một người con gái nào dính người tới mức đáng yêu như cô. Trên bàn cơm không khí có chút quái dị. Nói là quái dị, thực ra chính là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn trên người Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngạn Tước. Liên Kiều A, à, nghe nói năm nay con mới nhận giải thưởng nhân vật mới, là thật sao? Con gái học y thực sự rất ít đó, khuôn mặt tươi cười của triển sơ dung hỏi. Liên Kiều cực kỳ lễ phép buông thì xuống, Gật đầu đáp lại, kỳ thật là Liên Kiều tương đối may mắn xong, bác gái, trong trường cháu có rất nhiều tài nữ học y đó. Nhìn một cái đứa nhỏ này, vẫn kêu là bác gái sao, triển sơ dung cố ý dùng giọng nghiêm túc nói. Lúc này, Hoàng Phủ Ngự phong mở miệng, Liên Kiều A, con với ngạn tước sớm có hôn ước, hiện tại lại trong tình huống này, con hẳn nên gọi chúng ta là ba mẹ, ông lần thứ hai nhắc nhở. Ba, mẹ. Hai người làm liên kiều khó xử Lão nhị hoàng phủ ngạn ngự nhẹ giọng nói Đúng vậy, đúng vậy a. À. Tuy rằng vương thất Malaysia với gia tộc hoàng phủ có hôn ước Nhưng dù sao chuyện này chưa được làm rõ Ba mẹ, hai người cũng quá nóng vội đi Hoàng phủ ngưng nói thêm vào Triển sơ dung sau khi nghe vậy có chút mất hứng Ngưng nhi, tại sao con có thể nói như vậy Dù sao cũng là hoàng phủ gia có lỗi với vương thất Malaysia Nếu nếu anh cả con không cự tuyệt lần gặp mặt này Liên Kiều đã sớm làm người nhà Hoàng Phủ rồi. Thấy mẹ nói một câu Hoàng Phủ ngưng liền im lặng, cô kêu đau đớn một tiếng, sau đó ngồi lại một bên trừng mắt nhìn Liên Kiều. Mà Hoàng Phủ Anh thì cắn môi, không để ý gì mà nhìn chầm chầm Hoàng Phủ ngạn tước và Liên Kiều, không nói gì. Ai, em tuyệt đối đồng ý ý kiến của ba mẹ, lão tam Hoàng Phủ ngạn đình cười quái dị, hai tay còn khoa trương mà dơ lên giống như lá phiếu đầu tiên, sau ánh mắt nhìn phía Liên Kiều nói, chị dâu tương lai của em, chị xác thực là nên sửa miệng đi. Lão Tam Hoàng Phủ Ngạn Đình so với lão Nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhỏ hơn rất nhiều, cho nên tính cách cũng cực kỳ sáng sủa. Hoàng Phủ Ngạn tước nhíu mày lại, ngay sau đó một ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía lão Tam, Hoàng Phủ Ngạn Đình sợ tới mức le lưỡi, ngừng tiếng nói. Liên Kiều thấy tình huống như vậy, cố ý gằn giọng, sau đó nhìn bốn phía, nhìn triển sơ dung và Hoàng Phủ Ngự phong cười nhẹ nhàng. Thật ra, con cũng rất muốn sửa miệng chính là chính là nói tới đây cô cố ý dừng lại nhìn hoàng phủ ngạn tước một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đang chưa nụ cười lập tức tràn đầy ủy khuất chính là hình như ngạn tước mất hứng con không muốn làm anh ấy mất hứng đâu một câu vui buồn lẫn lộn âm thanh dịu dàng gô yên y hệt một cô dâu nhỏ có mỹ đức lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó khụ 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 liên kiều vừa dứt lời hạ ngụm rượu nho vừa uống xuống khiến hoàng phủ ngạn tước phát sắc ho khan một trận kia thật ý nghĩa trên từ nghiêm khắc cho thấy anh là bị liên kiều cho một kích nha đầu này vậy mà vậy mà không sợ chết còn nói như vậy ngạn tước đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy ai nha ngạn tước còn thế nào hả trời ạ à, có phải sặc rồi hay không liên kiều đột nhiên hét lên một tiếng làm bộ như cực kỳ đau lòng giơ bàn tay nhỏ bé lên vuốt vuốt sau lưng anh, nhân cơ hội dùng sức trả thù. Hoàng Phủ Ngạn tước vội vàng giơ tay lên nắm lấy bàn tay cô, không cho cô tiếp tục đánh nữa, nếu không chuyện anh chết trong tay cô là chuyện không ngờ. Nhà đầu này chỗ nào quan tâm anh? Nhưng mà một màn trước mắt những người khác hoàn toàn biến dạng, hành động của hai người cho thấy đó là hành động liếc mắt đưa tình. Ha hả, ta là thấy dù thế nào hai đứa cũng rất xứng đôi, triển sơ dung cười toe toét. Mà Hoàng Phủ Ngự Phong cũng liên tiếp gật đầu, Liên Kiều A, à, có thời gian chúng ta muốn gặp ông nội con một chút. Ách! Liên Kiều ngớ ra, gặp ông nội. Làm cái gì? Nhìn vẻ mặt mê man của cô, triển sơ dung muốn giải thích cho cô, lúc này giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn tước cất lên nhắc lời, nha đầu, ăn nhanh lên, em không phải vẫn luôn ngạc nhiên đối với Hoàng Phủ sao? Ăn xong em có thể đi dạo xung quanh. Liên Kiều nghiêng đầu, cắn cắn môi anh đào, vậy anh cùng đi với em nếu không em nhất định sẽ lạc đường đoạn này anh em vì trước mặt ba mẹ hoàng phủ a những lời này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm hoàng phủ lớn tới mức thái quá thứ hai cô xác định là đối với hoàng phủ ngạn tước đã nảy sinh một loại tình cảm trong lòng cô hoàng phủ ngạn tước giống như một chỗ dựa vững chắc nhất có thể mang tới cho cô một cảm giác cực kỳ an tâm mà hoàng phủ ngạn tước cũng nhanh chóng thoát ra khỏi không khí không thoải mái trên bàn cơm không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời, "Được, được, anh đi cùng em." Không biết, trong giọng nói ứng phó của anh có một tia sủng nịnh. Liên Kiều hoang hô một tiếng, tâm tình vô cùng tốt mà ăn cơm. Triển Sơ Dung thấy một màn như vậy, trong lòng càng nở hoa, bà cũng vội vàng nói, "Đúng vậy, đúng vậy, Liên Kiều, con lần đầu tiên tới hoàng phủ nên đi dạo thật tốt, nhưng hôm nay ngạn tước về sớm, có nó đi cùng con a, à, chúng ta đều yên tâm, này đứa nhỏ ăn cái này." nói xong, bà liền đưa canh huyết yến tới trước mặt liên kiều. liên kiều là điển hình thấy mỹ thực liền nở hoa, cô không nói tiếng nào, trực tiếp đưa một muỗng vào miệng. nhà đầu, em không thể ăn cái này. hoàng phủ ngạn tước thấp giọng quát, nhưng mà lại trừng mắt nhìn liên kiều uống nước canh huyết yến. mọi người còn chưa kịp phản ứng hành vi tức giận đó của hoàng phủ ngạn tước, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của liên kiều đột nhiên trở nên tái nhợt, ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng bưng lấy miệng nôn khang hoàng phủ ngạn tước không nói hai lời vội vàng kéo cô ra sau đó đưa vào toilet trong phòng rửa tay liên kiều nôn ra toàn bộ bữa tối một lúc lâu sau cô rốt cuộc ngừng nôn nhận lấy nước súc miệng từ tay hoàng phủ ngạn tước khuôn mặt nhỏ nhắn mới dần dần khôi phục chút sắc mặt em cái nha đầu này sao lại không chú ý như vậy chẳng lẽ không biết bản thân ăn huyết yến sẽ nôn mửa sao ngay cả nhìn cũng không liền ăn hết hoàng phủ ngạn tước sắp bị cô làm cho tức chết cầm lấy một cái khăn mặt sạch sẽ một bên quát cô một bên lau mặt cho cô liên kiều bị anh quát như vậy tinh thần vô cùng ủy khuất người ta người ta không biết cái kia là huyết yến hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy tôi đây nhìn không được ăn một miếng tôi đã khó chịu như vậy anh còn còn mắng tôi vừa khó chịu hơn nữa lại vô cùng ủy khuất âm thanh của cô có chút nghẹn ngào cô chung cái mũi lại làm bộ dạng sắp khóc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô Hoàng Phủ Ngạn tước không đành lòng mắng cô nữa, anh nắm lấy bả vai của cô, giọng nói mang theo một chút dịu dàng mà anh cũng không nhận ra nói, được, không có việc gì, lần sau lúc ăn cái gì nhất định phải chú ý, có nghe hay không? Ừm. Liên Kiều gục đầu trong ngực anh méo máu gật đầu. Hoàng Phủ Ngạn tước thả lỏng một hơi, anh ở Hồng Kông lúc cùng cô ăn cơm mới biết cô có tật xấu này, huyết yến là thực phẩm cao cấp quý hiếm, đối với người khác thì cực kỳ bổ dưỡng, nhưng nhà đầu liên kiều này cũng không ăn nổi một chút, chỉ cần ăn một chút sẽ nôn mửa không ngừng, một lần kia quả thực dọa anh đến hỏng, cũng bởi vậy mới nhớ được lâu. Chính là anh không nghĩ tới, anh nhớ rất kỹ điểm ấy, nhà đầu vô tâm vô phế này lại không nhớ gì. Hai người lần nữa trở lại bàn ăn, lập tức nên đón những lời thăm hỏi vô cùng khoa trương. À, Liên Kiều, con vừa mới, không phải là đã có chứ, khuôn mặt triển sơ dung vô cùng kích động mà nhìn Liên Kiều, âm thanh vô cùng cao hứng trở nên cà lâm. Mà Hoàng Phủ Ngự Phong cũng gấp gáp nhìn Liên Kiều, lại nhìn con trai mình, đi A, à, tiểu tử, im hơi lặng tiếng đó sắp làm cha. Mấy người khác ánh mắt cũng bất khả tư nghị, khó tin, để Nguyên cùng nghe hay, mà nhìn hai người họ. Liên Kiều bị bọn họ bất thình lình như vậy dọa sợ, cô nuốt ngụm nước miếng, có chút khẩn trương mà trốn ô hi ác sau Hoàng Phủ Ngạn Tước. Có. Có cái gì? Cô làm sao lại nghe không hiểu? Đến đến, Liên Kiều, mau ngồi xuống, không cần đứng. Này chị Lâm, triển sơ dung vội vàng gọi quản gia tới. Lâm quản gia liền bước lên phía trước, cùng kính cuối người, phu nhân xin phân phó. Chị Lâm, từ hôm nay trở đi thức ăn của Liên Kiều tiểu thư phải chuẩn bị riêng, một ngày ba bữa cùng với bữa khuy phải đầy đủ dinh dưỡng. Tôi muốn đích thân kiểm tra thực đơn, biết không, triển sơ dung giăng dò cẩn thận. Vâng ạ, à, phu nhân xin yên tâm vẻ mặt chị Lâm cũng vô cùng cao hứng mà đáp lại. Hoàng Phủ Ngạn tức quả thực muốn nổ tung đầu, anh trầm thấp mở lời, mẹ, các người hiểu lầm, thực ra. Con tiểu tử ngu ngốc kia, cái gì hiểu lầm với không, chính mắt chúng ta đã nhìn thấy, con còn muốn giấu đến khi nào. Hả, cứ theo lời mẹ mà làm đi, còn nữa, từ hôm nay trở đi, con phải đặt hết tâm tư lên người Liên Kiều, hiện tại tập đoàn đã đi vào quỹ đạo, con cũng nên thả lỏng một chút, chọn ngày lành, chúng ta muốn đích thân tới vương thất Malaysia một chuyến, hoàng phủ ngự phong cắt ngang lời con trai, dùng mệnh lệnh khiến không người nào có thể cự tuyệt. Hoàng phủ ngạn tước xoa xoa huyệt thái dương, anh mình giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cái nhà đầu chết tiệt kia, lúc nôn mửa không tốt, cố tình ở trong tình huống này. Nghĩ đến đây, anh mắt anh dán chặt một chỗ, được, Liên Kiều vừa nôn ra không có khẩu vị, chị Lâm, buổi tối nhớ chuẩn bị bữa ăn khuya, ba mẹ, hai người dùng chậm. Nói xong, kéo tay Liên Kiều ra khỏi nhà ăn. Ha ha, tiểu tử ngạn tước này một chút cũng không có ý tốt. Ngự Phong, tôi thấy con trai đã muốn kết hôn rồi. Triển Sơ Dung nhìn bóng lưng hai người rời đi, mỉm cười nói. Từ, Hoàng Phủ Ngự Phong gật đầu đồng ý. Bóng đêm bao phủ lên, Hoàng Phủ, lóe ra ánh sáng phối hợp với màu sắc ánh hồng khiến toàn bộ biệt thự trở nên huy hoàng hùng vĩ. Đang lúc Hoàng Phủ ngạn tước từ thư phòng đi ra đẩy cửa đi vào phòng ngủ khi, lập tức sửng sốt chỉ thấy liên kiều giống như một đứa nhỏ lăn tới lăn lui trên giường anh như đang đùa nhảy trên giường chơi đùa vui sướng nhà đầu anh gầm nhẹ một tiếng đem tức giận nhẫn nhịn một ngày phát ra toàn bộ liên kiều bị tiếng vang đột một ngày dọa sợ lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống giường trước khi ngã cô thấy hoàng phủ ngạn tước mặt xanh mét đứng trước mặt hung hăng dậm chân này hoàng phủ ngạn tước anh trống cái gì Tôi cũng không phải bà lão 80 mà nghe không được anh nói Lại nói Ai cho anh vào đây Đây là phòng tôi muốn ở Cô ngược lại xoa xoa tay vẻ mặt không phục mà trừng anh Hoàng Phủ Ngạn tước sau khi nghe vậy Thiếu chút giận tới sung huyết não Anh như nhìn người ngoài hành tinh mà trừng liên kiều Nhà đầu Tôi nhắc nhở em một câu Đây là phòng tôi Cắt Liên kiều không cho là đúng mà ngồi xuống một bên xoa hai chân một bên không chút khách khí mà nói từ hôm nay trở đi anh ngủ ở phòng khác đi dù sao biệt thự độc lập này là của anh nhiều phòng ánh sáng trên đỉnh đầu nháy mắt bị che khuất một hơn nữa cô cảm thấy một bầu không khí khẩn trương đang úp tới theo bản năng mà ngẩng đầu lại nhìn thấy thân hình to lớn của hoàng phủ ngạn tước đè ép xuống đem cả người cô bao vây trong phạm vi của anh cô thông minh mà ngậm miệng vẻ mặt cảnh giác nhìn anh thân mình lại theo bản năng lui lại phía sau ngay sau đó Hai bàn tay to nhanh chóng nắm lấy eo cô, vẻ mặt Hoàng phủ Ngạn Tước bí hiểm, ngay cả ánh mắt cũng trở nên thâm trầm. "Nhà đầu, em nói cái gì?" Lặp lại lần nữa, giọng trầm thấp vang lên đã cho người ta thấy uy quyền, bao vây người con gái này trong mùi vị long đảng hương. Liên Kiều cảm thấy cổ họng khô khốc, cô cẩn thận cười hiền lành, "Này, Hoàng phủ Ngạn Tước, anh, anh sẽ không để ý như vậy đi, đây chính là người nhà anh sắp xếp." Lại nói, "Tôi thực ra không có thói quen ngủ phòng khách." phòng anh tốt lắm, lại rất sạch sẽ, tuy nói là hơi cứng, nhưng mà tôi rất thích. Sau đó, khuôn mặt trầm tĩnh của Hoàng Phủ Ngạn tức nhìn không ra vết tích, để Liên Kiều không còn cách nào nghĩ là anh đang tức giận. Cô nuốt nước miếng lần thứ hai, ánh mắt đảo quanh, mang theo vẻ mặt vô tội nói, vậy anh gắn gượng đi ngủ ở phòng khách, dù sao tôi vẫn sẽ ở phòng này. Nói xong, cô túng lấy một chiếc gối mềm mại, gắt gao mà ông vào trong ngực, bộ dáng định lại tinh thần. Hoàng phủ ngạn tước sau khi nghe vậy, không tức giận, anh giơ hai bàn tay lên, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, như một thứ trân bảo quý giá, nhưng bên môi lại nở nụ cười xấu xa. Nhà đầu à, em có biết mình đang đùa với lửa, thản nhiên nói âm thanh vây quanh tai cô, bờ môi ấm áp cố ý lướt qua mặt cô, vương lấy mùi thơm ngát. Hơi thở đàn ông tràn ngập hô hấp của Liên Kiều, tâm cô đột nhiên kinh hoảng, mây đỏ lan tràn trên mặt và cả hai bên tai, nhưng vẫn kiên cường cưỡng bách mình nói cà lâm anh anh có ý gì nụ cười trên mặt anh khoa trương hơn nữa giống một vương tử tao nhã nhưng nói ra toàn những từ ngữ khiến người ta có cảm giác ám muội nhà đầu rất là tiếc tôi cũng không có thói quen ngủ phòng khách liên kiều cười đến khờ dại cô cười gần như một đóa hoa nở nói thật cẩn thận hắc hắc mọi việc đều có lần đầu tiên người ta là cô gái nhỏ anh là đàn ông nên nhường nhìn tôi nếu không sẽ bị người khác cười anh không có phong độ, anh cảm thấy thế nào? Cô bày ra vẻ mặt vô tội mà hỏi anh, trong mắt Hoàng Phủ Ngạn tước càng vô tâm vô phế. Tôi xem, em là không hiểu ý tứ của tôi sao, Hoàng Phủ Ngạn tước cũng cười đến rực rỡ, lại tản ra một tia tà ác, như một vương tử với một đôi cánh ác quỷ, anh hướng thân mình áp gần lại cô, chậm rãi phun ra vài tiếng, tôi chỉ ngủ ở phòng ngủ chính. Một câu nói khiến Liên Kiều trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt tròn voi nhìn anh dường như bị chôn vùi hẳn trong nụ cười của anh này hoàng phủ ngạn tước anh không nhỏ mọn tới mức ấy chứ phòng nhiều như vậy sao anh còn tranh với tôi dù sao tôi vẫn cứ ở phòng này hừ tính quật cường của cô cùng bốc lên không chịu nhường nhìn chút nào hoàng phủ ngạn tước sau khi nghe vậy trên mặt cũng không có vẻ tức giận anh khẽ nhún bả vai đứng dậy từ trên cao mà nhìn xuống cô ánh mắt thâm trầm lộ một tia tao nhã Đêm nay thực sự muốn ngủ trong này. Hừ, đương nhiên, tôi mới nói rất rõ ràng, anh nghe không hiểu sao?" Liên Kiều quệt miệng, trên mặt cũng nở nụ cười, cô vẫn không tin không đuổi được anh đi. Ai ngờ, Hoàng Phủ Ngạn Tước không có chút ý định rời đi, sau khi nghe vậy, khuôn mặt càng tỏ ra đắc ý, anh không nói gì nữa mà ngay trước mặt cô chậm rãi cởi áo sơ mi ra. Cúc áo trước ngực bị cởi bỏ, không thể không nhìn thấy bờ ngực trắng chắc to lớn nhìn hành động khác thường như vậy của anh, liên kiều há hốc mồm, cô giống như một tên đầu gỗ mà nhìn anh, mãi cho tới khi anh cởi hết cúc ném áo sơ mi ra một bên mới bừng tỉnh. Này, hoàng phủ ngàn tước, anh, anh định làm gì? cô cà lâm chỉ vào anh hỏi hỏi. nhưng mà cà lâm ặc kệ cà lâm, cô vẫn cực kỳ háo sắc mà nhìn chầm chầm bờ ngực rộng lớn của anh. trời ạ, à, mỹ nam không hổ là mỹ nam, ngay cả tư thế cởi quần áo cũng tao nhã như vậy. Quan trọng nhất là, ngực anh nhìn qua đều có cảm giác an toàn, vừa nhìn là thấy chủ nhân của nó rất chịu khó tập thể hình. Hoàng Phủ Ngạn Tước rất dễ nhận ra ánh mắt háo sắc của cô, trong lòng không khỏi buồn cười, tiểu nha đầu này đúng là không sợ trời không sợ đất, tốt lắm, anh muốn nhìn xem cô còn có thể cuộc cường tới mức nào. Nghĩ đến đây, anh cố ý trả lời nghi vấn của cô, ngón tay nhẹ gõ lên thắt lưng, nháy mắt, thắt lưng được cởi ra, quần tay được cắt may khéo léo rơi xuống. Hoa, wow, liên kiều hoang hô một tiếng, cô há miệng thật to, hai mắt vì chứng kiến một màn này mà mở càng to, giống như chứng kiến dáng người tuyệt mỹ của đại vệ, ngón tay nhỏ bé vì hưng phấn mà run rẩy chỉ chỉ anh. Hoàng phủ ngạn tước, dáng người của anh quả thực siêu cấp đẹp nha, trời ạ, à, lần này chứng kiến một cách gần như thế khiến trái tim cô nhảy bùng bùm, hai chân anh thật dài mà có sức nha. Lần trước ở bể bơi, không đợi cô xem hết, anh liền dùng khăn tắm che khuất tầm nhìn của cô. Vậy cô chuyên tâm học bơi lội cũng không thể nhìn cơ thể anh thật tốt, hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Nghe được tiếng hoang hô của Liên Kiều khiến hoàng phủ ngạn tức buồn bực nửa ngày, anh muốn dùng chiêu này để dọa cô, dù sao đây cũng là hành động khiến cô gái nhỏ vô cùng cảnh giác, không nghĩ tới, không nghĩ tới nha đầu này ngược lại rất hứng trí mà nhìn nắm cơ thể anh. Quả thực khiến anh mở rộng tầm mắt. Có lầm hay không? Chiêu này không hề có một chút tác dụng nào đối với tiểu nha đầu này sao? anh ảo não mà lấy áo ngủ mặc vào nhìn bộ dáng thất vọng của cô gái nhỏ trước mắt trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ anh đường đường là tổng giám đốc của hoàng phủ tài phiệt mà lại có thể lưu lạc đến bước đường này lại dùng tới cách này để đổi lấy chỗ ngủ thoải mái cùng một tiểu nha đầu tranh phòng ngủ chuyện này nếu truyền ra ngoài quả thực sau một đêm sẽ làm trò cười cho thiên hạ liên kiều biểu môi nhìn hoàng phủ ngạn tước mặt áo ngủ vẻ mặt mất mát cùng mất hứng Cô trừng mắt liếc anh một cái, lẩm bẩm nói, cái gì chứ, thế này sao, để tôi nhìn nhiều thêm chút nữa cũng không mất tí thịt nào, quỷ hẹp hòi. Em nói cái gì, Hoàng Phủ Ngạn tước đột nhiên tới gần cô, cố ý làm bộ như không có nghe thấy. Liên Kiều ngừng lại, cô không dám nói gì nữa, chính là đem gối ôm trong ngực ôm chặt hơn. Tiểu nha đầu, anh kéo dài thanh âm, mùi vị dễ ngửi tiếng vào hô hấp của Liên Kiều, lòng đảng hương kéo gần khoảng cách của hai người thêm thân mật. Làm gì? Anh làm gì mà sát lại tôi như vậy? Hai má liên kiều không khỏi hồng lên, không biết vì cái gì, mỗi khi anh tới gần, tim cô sẽ đập rất nhanh rất nhanh, giống như là muốn nhảy bật ra vậy. Hoàng Phủ Ngạn tước thấy trên mặt cô hiện lên sự sợ hãi, trong lòng lại sung sướng rất nhiều, anh càng đến gần cô hơn, đem cô hoàn toàn áp xuống dưới ngực cô, thấp giọng cười nói bên tai cô, nha đầu à, em có biết ngôi biệt thự này hiện tại chỉ còn lại mình tôi với em không? anh và tôi hai người, Liên Kiều nhất thời không hiểu được hàm ý trong lời anh nói, ngây ngốc một chút lập tức phản bác, cắt, lừa quỷ a, à, còn những người làm đâu. Hoàng Phủ Ngạn tức tươi cười, chẳng lẽ em không biết không được tôi cho phép, không người nào dám đi vào trong biệt thự này. Nói xong, anh thâm trầm nhìn cô gái trong ngực, không hề chớp mắt mà muốn nhìn thấy khuôn mặt khủng hoảng mà anh chờ mong. Nhưng mà... Vậy anh có ý gì chứ? Liên Kiều ngốc ra, hai chân mày không hiểu nhíu lại. Hoàng phủ ngạn tước sau khi nhìn thấy bộ dạng khờ dại đến ngốc của cô, ảo não gần như muốn chết. Cô đây là thực sự không hiểu hay giả bộ không hiểu? Nghĩ đến đây, anh lại nghĩ ra một cách, không nói thêm lời nào, trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, thân hình to lớn chặn người cô lại, bàn tay ấm áp kìm chặt eo nhỏ của cô. Tôi đột nhiên nghĩ, có phụ nữ làm ấm giường cũng không có gì là không tốt, nói xong, khuôn mặt tuấn tú của anh đè ép xuống, gần đến nỗi có thể cảm nhận hô hấp của lẫn nhau, hoàng phủ ngạn tước thừa nhận hơi thở trên người nha đầu này quả thực thanh khiết chỉ có mùi vị cô gái thanh xuân làm anh có chút kìm lòng không đậu nào biết Hi hi, không cần liên kiều cười ha ha vừa cười vừa nói bên tai anh anh dựa vào quá gần khiến toàn thân tôi đều ngứa a à, ha ha một màn ái muội như vậy mà bị cô dùng cái ngôn ngữ không ra sao phá hư hoàng phủ ngạn tước thối mặt chán nản tựa đầu vào giường nhìn cô gái cười đến ngu dại kia Quả thực không cách nào có tính khả thi. Nhà đầu thối này căn bản cũng không rõ hàm nghĩa của hai từ "tắm giường" là gì. Đến khi Liên Kiều cười đủ, mới phát hiện khuôn mặt thối của người đàn ông bên cạnh, vội vàng ngừng cười, vô tội mà nhìn anh, "Này, anh sao vậy?" Ánh mắt chim ưng của Hoàng phủ ngạn tước dính chặt trên khuôn mặt tươi cười của cô, giống như thăm dò, muốn nhìn thấu nội tâm của cô, một lúc lâu sau, anh mới ném ra một câu. "Em là đứa nha đầu không biết trời cao đất rộng chẳng lẽ em không biết cô nam quả nữ một mình chung phòng rất nguy hiểm sao? Nhất là những người đàn ông không phải liễu hà huệ giống anh vậy. Anh ở trong lòng tự bổ sung thêm một câu, tự nhiên không có nói lời này ra. Ai ngờ, Liên Kiều sau khi nghe thấy anh nói vậy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt màu tím vụt sáng nhìn anh, một lúc lâu không nói gì, giống như đang tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói của anh. Nhìn ánh mắt như phiêu như mộng phiêu giật trên người anh, ánh mắt mang theo hơi thở ngây thơ đơn thuần giờ phút này yên lặng khiến người ta không khỏi nghĩ về hoa lan nhỏ bé yêu kiều loại tình cảm này không rõ ràng giống như sợi tơ mỏng manh quanh quẩn trong tim anh vậy bao phủ hoàn toàn con người anh một loại cảm giác ấm áp đang lớn dần trong tim anh khiến anh không tự chủ được mà giơ bàn tay to lên đầu ngón tay đụng chạm nhẹ nhàng vào da thịt loại cảm xúc khó tả này khiến ánh mắt anh dần tối lại nha đầu anh nhẹ nhàng lẩm bẩm vừa muốn đứng dậy tới gần cô đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nở một lúng đồng tiền hi hi tôi biết là anh rất tốt anh sẽ không làm tôi bị thương đâu sau khi nói xong câu đó cô liền chủ động đem thân mình rút vào trong người anh cả người giống như một con mèo nhỏ bám lấy cả người anh bàn tay nhỏ bé có lực ôm lấy eo anh liên kiều em hoàng phủ ngạn tước không khó để cảm nhận cảm giác mềm mại trong ngực mềm mại như bông quẩn quanh trong ngực anh khiến thân thể của anh không khỏi căng thẳng chẳng lẽ cô không biết là đang đốt lửa trên người anh sao nhưng mà liên kiều lại không biết rõ những biến hóa khác thường của hoàng phủ ngạn tước cô ngẩng đầu lên hàm răng trắng tinh tế lóe sáng như thế nào tôi có nói sai cái gì à tuy rằng anh lừa gạt tôi thật đáng ghét nhưng tôi biết chân tướng sự thật anh tốt lắm anh giống như anh trai tôi là chỗ dựa vững chắc của tôi cho nên anh là sao bắt nạt tôi được đương nhiên đương nhiên là hành động lừa gạt này của anh là ngoại lệ hoàng phủ ngạn tước dường như duy trì trạng thái này tới bất động anh tin tưởng nhận ra trong ngực là một người phụ nữ điểm ấy anh sớm đã biết tại biệt thự ở hông kiên anh đã thấy rõ ràng nhưng mà nhưng tiểu nha đầu này cứ không cố kỵ như vậy mà lao vào trong ngực anh khuôn mặt lại mang thêm nụ cười vô tội sáng lạn như một đứa nhỏ không hiểu thế sự càng làm anh buồn bã là cô nói anh trai cái từ này như thế nào mà anh nghe lại không lọc tai? Hoàng Phủ Ngạn tức lúc này chợt lóe một ý nghĩ, một lát sau mới thở dài một hơi, vườn cánh tay vỗ vỗ trán cô, giống như đang nói với con gái, tốt, nha đầu, nếu em thích thì cứ ngủ trong phòng này đi. Nói xong, anh liền đem liên kiều lúc này giống như bạch tuột bám vào anh kéo ra, đứng lên, tuy rằng anh rất quyến luyến loại cảm giác dịu dàng này, nhưng nếu anh cứ duy trì tư thế như vậy, không đảm bảo anh sẽ không sinh ra phản ứng, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô gái nhỏ điển hình, cái gì cũng không hiểu. anh không thể trở thành một giả thú không đầu không đuôi như vậy. liên kiều ngẹn miệng nhìn thân ảnh cao lớn kia, nhất thời có chút mất mát. cô cắn cắn cánh môi, giống như kẻ đáng thương ngồi trên giường ôm lấy hai chân. chính là chính là, cô ngẹn nửa ngày mới nói ra một câu không hoàn chỉnh. hoàng phủ ngạn tước xoay người nhìn cô, trong lúc nhất thời, khi anh nhìn thấy bộ dáng đáng thương của cô, tim đột nhiên thất lạc chính là cái gì, anh cúi đầu xuống lần nữa, nhìn ánh mắt màu tím của cô, thậm chí có chút thất thần. Liên Kiều ngẩng đầu, vẻ mặt quỷ khuất, nhưng không có ý thức được môi cô cách môi anh đã rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy từng nếp nhăn trên môi khi anh cười. "Chính là, phòng này thật lớn, tôi có chút sợ, làm như thế nào đây? Nếu tôi gặp ác mộng thì làm sao?" Cô vừa nói, một bên còn có chút khẩn trương nhìn quanh phòng một lượt. Vừa rồi cô không có cảm giác này nhưng khi ý thức được hoàng phủ ngạn tước có ý rời đi mới đột nhiên có loại cảm giác này phòng ngủ ở đại học cô quen ngủ với những người khác đột nhiên để cho cô ngủ một phòng to như vậy thực sự khiến cô có chút sợ hãi phòng ngủ chính của anh so với phòng ngủ của cô to hơn gấp nhiều lần hoàng phủ ngạn tước thấy bộ dáng ủy khuất vô cùng của cô không khỏi cười khổ một tiếng kiềm chế lại hỏi đây chính là em chọn hiện tại đã hối hận liên kiều có chút bực mình nhưng vịt chết còn cứng mỏi nói ai nói tôi hối hận tôi mới không hối hận đâu tốt lắm hoàng phủ ngạn tước giả bộ rất muốn đứng dậy không cần liên kiều lập tức ôm lấy cánh tay anh giống như một đứa nhỏ tham ăn không buông tha đồ ăn không muốn anh đi hoàng phủ ngạn tước không nói gì ngừng lại nhìn cô trong mắt lóe ra ánh sáng không ai đoán được môi nở nụ cười liên kiều sau khi thấy thế không chịu thua cô buông cánh tay anh ra lập tức trút vào bên trong ổ chăn thoải mái ông lấy gối vào trong ngực lắc đầu rất chí khí mà nói cắt mới không cần bị anh khinh thường đâu anh đi nhanh đi không cần làm chậm trễ giấc ngủ của tôi nhìn bộ dáng trẻ con của cô hoàng phủ ngạn tước không khỏi lắc đầu anh giơ bàn tay lên mang theo cưng chiều mà chính mình cũng không phát hiện xoa xoa đầu cô nói được rồi em đã náo loạn một ngày rồi đi ngủ sớm một chút nói xong môi nở nụ cười tươi đứng dậy thấy cô vẫn còn giận dỗi quay lưng về phía anh Tiện tay tắt bóng đèn, sau khi chăm chú nhìn bóng lưng của cô lần thứ hai, anh bước tới cửa rời đi. Toàn bộ căn phòng rơi vào yên tĩnh, gần như tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, Liên Kiều mở mắt, không gian cứng trắng tràn đầy hơi thở mạnh mẽ của đàn ông, mạnh mẽ nuốt một chút nước miếng, tuy rằng có bóng đèn ngủ, nhưng cô vẫn không khỏi sợ hãi, theo bản năng mà kéo chăn lên, che hết tầm mắt. Cô cảm thấy toàn bộ hoàng phủ đều rơi vào bên trong yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ chỉ thấy âm thanh lá cây xào xạc, đáng tiếc. Người cô phát trung khi thấy đồng hồ, trời ạ, à, đã sắp tới 12 giờ rồi, đến 12 giờ cô sẽ tự ngủ thiếp đi. Liên Kiều gần như đem toàn bộ tổ tiên nhà mình ra cầu nguyện hết một lượt, nhưng mà, thời gian vẫn từng chút từng chút chuyển động, tuy không cảm thấy nó chạy nhanh. Chưa bao giờ cô chờ mong tới 12 giờ như lúc này, loại tra tấn tinh thần này cô thực sự không muốn đối mặt, còn có thể chịu đến 12 giờ sao? Cô có chút hoài nghi ý chí của mình. Đột nhiên, ba một tiếng từ ngoài cửa sổ truyền đến, không biết động tĩnh gì đó, linh hồn nhỏ bé của Liên Kiều chưa từng sợ hãi đến mức như vậy, cô lập tức kéo chăn lên thật cao, ngay cả đầu cũng vùi bên trong chăn, thân mình không khỏi run rẩy. Liên Kiều là cô gái nhỏ có sức tưởng tượng phong phú điển hình, sau khi vùi toàn bộ cơ thể vào trong chăn, một mảnh trong bóng đêm thời gian đến ngược bắt đầu bất định. Cô không khỏi nhớ đến tầng hầm ngầm ở trường học nghĩ đến thi thể đã từng được đặt dưới tầng hầm kia đứng dậy giống như cương thi đi về phía cô a à. đột nhiên cô từ trên giường dựng dậy hét lên một tiếng lao ra cửa phòng chạy đến hành lang phía sau hướng phòng có ánh sáng chạy tới bên này hoàng phủ ngạn tước dựa lưng vào giường ở phòng khách không khỏi cười khổ chính anh lại bị một tiểu nha đầu đuổi ra rõ ràng là chủ nhân của biệt thự này thế mà lại bị ngủ ở phòng khách bất đắc dĩ lắc đầu lấy một tập văn kiện bên người anh luôn ngủ trễ, nhiều năm như vậy đã tạo thành thói quen như vậy, giống hôm nay còn sớm. Dường, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang lúc anh mới đọc được hai trang văn kiện, chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng khách có tiếng thình thịch sau đó cửa bị bật tung ra, như bị một lực mạnh mẽ va vào. Anh đang rất kiên ngạc, ngoài ý muốn thấy được vật thể hướng anh nhào tới không đợi lúc anh phản ứng kịp, đã cảm thấy lòng ngực một luồng ấm áp, một loại mềm mại vây quanh anh. Tập trung nhìn vào, trong ngực dĩ nhiên là liên kiều. Chỉ thấy cô vùi mình vào trong ngực anh, bản thân cô lại giống con gấu cao la chui vào trong chăn anh, toàn bộ thân thể nhỏ nhắn rút vào trong người anh, còn phát ra từng đợt trung rẩy. Yêu thương nhung nhớ, bất thình lình khiến hoàng phủ ngạn tước giật mình. Nhà đầu. Anh nghiêng khuôn mặt tuấn tú nhìn cô, chỉ thấy cô đã sớm đem khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao dán vào ngực anh, hô hấp không đều kích thích cảm giác của anh. Ngón tay dài dơ ra, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại, lại kinh ngạc phát hiện khuôn mặt vốn hồng nhuận trở nên tái nhợt. Như thế nào? xảy ra chuyện gì? Tim anh bỗng nhảy lên, không nói thêm ông chặt lấy cô, đau lòng mà hỏi. Liên kiều hô hấp có chút khó khăn. Đang lúc cô nhìn khuôn mặt tuấn tú rất đổi quen thuộc, còn có con ngươi sáng như ngôi sao, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nghẹn lại, mang theo tiếng nức nở nói, hoàng phủ ngạn tức, tôi, tôi sợ. Hoàng Phủ ngàn tức hơi giật mình một chút, sợ hãi. Gặp ác mộng. Liên Kiều liều mạng lắc đầu, có thể gặp mộng đã tốt. Tôi, tôi căn bản là ngủ không được, phòng anh lớn như vậy, nhưng lại như vậy, yên tĩnh như vậy, tôi sợ hãi. Sau khi nghe được cô lên án, tim anh rốt cuộc thả lỏng, thì ra là như vậy. Nhà đầu không có tiền đồ, em đã 20 tuổi rồi, còn sợ hãi giống đứa nhỏ, anh thấp giọng cười, vừa nói một bên vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng vỗ bàn tay anh truyền đến độ ấm. Ý chí quật cường của Liên Kiều sớm bị sợ hãi dọa chạy, cô vốn dĩ không muốn trễ như vậy còn tranh cãi với anh, ngược lại là càng thêm ý lại mà dán chặt trong ngực anh, vô lại nói, tôi mặc kệ, dù sao tôi không quay về ngủ. Nghĩ đến căn phòng kia cô liền sợ hãi. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, nhà đầu này thật đúng là tra tấn anh. Hết chương 120, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.